Rồi mấy chị ơi, chấm bài dung cho Hải nha mấy chị nha, cô lại nha mấy chị nha. Nhắc được thông báo lại. Rồi vô Hải like luôn nha mấy chị nha. Cô lên luôn nha mấy chị nha. Xe đất lợi xấu cái bao không còn nghe máy. Rồi mấy chị ơi, chấm bài vô lại nha mấy chị nha. Chia sẻ like dùng cho em với. Like hôm nay sẽ gom tới gom hôm nay nha mấy chị nha, là thứ hai em đi đơn cho mấy chị ha. Ngày mai nhà em nghỉ nha mấy chị nha. Thứ hai nhà em làm đơn đi cho mấy chị ha. Rồi mấy chị ơi, chấm bài tương tác vô đi cả nhà ơi. Chấm bài lên đi cả nhà ơi, nhận được thông báo like không mấy chị ơi? Tự nhiên cái like hôm nay nó bị tương tác sao cả nhà, kém lắm luôn á, nhưng mà hôm nay đồ đẹp quá trời đẹp luôn. Đồ siêu đẹp nha mấy chị nha. Rồi tương tác lên đi mấy tình yêu ơi, chấm bài lên nha mấy chị nha. Rồi bắt đầu hãy lên luôn ha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A1 dùng cho em này. Chốt liền cho em mã A1 đi cả nhà, tặng luôn mấy chị con áo này 39.000 nè. Chốt liền cho em mã A1 39.000. Lên liền cho em mã A1 39.000, chốt chị nào có chia sẻ like ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A2 dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã A2 đi cả nhà, tặng luôn mấy chị 39.000 luôn. Lên liền cho em mã A2 39.000. Lên mã A1, A2 với em 39.000. Chị có chơi nào để chia sẻ like cho em đó mấy chị ha. Chị nhớ là chia sẻ like nha mấy chị. Chia sẻ like lên mã thứ đó cho em đi. Rồi lên liền cho em mã A1, A2 dùng cho em. Chút chị nào có chia sẻ like nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này mình hết rồi đúng không? A1, 39.000 cho Nguyễn Phường đã chia sẻ like cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A3 dùng cho em nè. A3 nha, tặng luôn cho mấy chị con này 9k luôn. Chút chị nào chia sẻ like nha. Một lần vào trang cá nhân, ba lần hồi nhóm để chế độ công khai cho em xin nút thả tim thả like đi. A2 39.000 cho Phượng Bích đã chia sẻ like. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em 29.000. Một lần vào trang cá nhân, ba lần hồi nhóm để chế độ công khai cho em xin nút thả tim thả like ha. Chia sẻ ha, chế độ lực chia sẻ like đi anh, để cho khách chia sẻ like đi. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. Rồi set này em bán tặng luôn cho mấy chị luôn nè. Set này em có duy nhất một set thôi, cái set to này cưng lắm cả nhà ơi nha. Rồi lên liền cho em mã A4 đi cả nhà. Lên liền cho em mã A4, set tơ này mang đẹp lắm nha. Siêu đẹp luôn á, tặng luôn mấy chị 89.000. A4 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A4 đi cả nhà, 89.000. Nguyễn Hằng ơi, cậu cứ em ai cho một tài khoản đi rồi đã chốt em bán bên đó kia rồi chị nhá. A3 29.000 cho Trinh Đặng. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em nè. A5 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã A5 size L nè, tặng mấy chị con quần này 69.000. Lên liền cho em mã A5 size L 69.000. Chốt liền cho em mã A5 size L 69.000 dùng cho em mấy chị ơi, xem cái like này rõ không? Xem like chấm bài tương tác với chúng em đi mấy chị ơi. Mấy chị ơi xem like chấm bài tương tác cho Trinh Đặng nha, xem like chấm bài tương tác lên để mua được hàng nha mấy chị nha, tại vì nó bị ẩn á cả nhà ơi, không mình bữa nay ẩn lắm luôn á. Nha, A5 dùng cho em, A5 79.000. A5 79.000 thôi chứ em. Rồi lên liền cho em. Chốt liền cho em mà A6 này cả nhà nè. Rồi lên liền cho em mà A6 nha mấy tình yêu nha. Chốt liền cho em mà A6. A5 cho Hiền Hiền. Rồi lên liền cho em mà A6. Nghe giá này mấy chị ơi, nghe giá con A6 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mà A6 dùng cho em. A6 nha mấy chị nha, 49.000. Rõ hả chị? Mấy chị ơi xem cái like này rõ không cả nhà ơi? Tại A6 49.000 chứ em không trắng mà cười à. Em like phần mềm mới á cả nhà, nên là mấy chị xem rõ không? Nguyễn Thu Văn cộng 1 triệu là ảnh nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên A6 49.000 lên giúp em còn có một con ạ. Rồi lên liền cho em mã A6 cho thùng vỏ 076. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã A7 nha. A7 dùng cho Hải, con áo này em tặng luôn cho mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã A7 69.000. Để chị đi cho nguyên đếm mình hai từ số đó. Lên ra cái con này trước nè. Con này đi bán tặng mấy chị đi. A7 69.000 lấy giúp em ạ. Kẹo quá à. A6 49 hết rồi mấy chị ơi, lên mã A7 69.000 giúp em. Rồi lên liền cho em mã. Ok chị Tôn đi lên em nhận được rồi nha. A mấy anh? À. A8 dùng cho em 139.000. Lên liền cho em mã A8 139 để em đứng lên like ha. Đẹp quá. Thiệt luôn, hôm nay đẹp lắm nha. Bạn nào mà bán tốt quá tranh thủ like đi mấy chị. Hàng đẹp lắm nha. Mà em bao giá luôn á mấy chị, không bao giờ đi lấy sỉ được cái giá này đâu phải nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A8 dùng cho em. Con này mấy chị mặc size S, size M, size L, size L đều được hết nha. S, M, L, XL đều được hết luôn. 100
Đây mấy chị nè, 139.000 có sỉ dùng cho em. 139.000 có sỉ dùng cho em hàng lộ 1 đó cả nhà. Ôi chút lại đi để hốt nha. Hàng cho chị một cái bao đi em, nhà hàng NGN á cả nhà. A8139 rồi thì lệ thu. Lên liền cho em mà A8 dùng cho em. Chia sẻ like chấm bài thương 8 cho em 4 con A8 cho Tony lên. Lên liền cho em mà A8 dùng cho em 139.000 hàng NGN nè mấy chị nè. NGN nha mới chịu nha, hàng này đẹp xuất sắc luôn á, chốt liền đi. Hàng này em có ít lắm cả nhà ơi nha, thật sự luôn là siêu ít luôn đó. A8139 lên giúp em đi. Lên liền cho em mà A8 đi cả nhà, 139.000. Chia sẻ like chấm bài thương 8 cho em mấy chị ơi, có gì mùi thương hàng không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 9 dùng cho em đi cả nhà. 149.000 lên size dùng em, size S, size M dùng cho em nguyên size xanh luôn. Em thiệt luôn mấy bà đi lấy mà hàng số lượng mà mấy chị ơi nha. Số lượng mà tầm khoảng 30-40 con cũng không có giá nào. A8139 cho trăm vỏ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. A9 dùng cho em lên size dùng em, size S, size M. Lên liền cho em mã A9 lên size. A8139 cho Mai Thị Hạnh. Nha, chốt liền cho em mã A9 kèm size dùng em, size S, size M dùng cho em. 149.000 dùng cho em, set xanh dùng cho em ha, đẹp quá. Ở đây nó sẽ có cầu vai cho mình nè, nha mấy tình yêu nha, vải đúng đẹp luôn. Nhìn nút này mấy chị nè, nút dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. A9 kèm size SM 149. Lên liền cho em mã A9 dùng cho em. A9 kèm size vô nha, size S, size M dùng cho em 149.000. Vải rất là đẹp luôn mấy chị nha, siêu đẹp luôn, hãy có mài xét thôi. Chờ lấy chút liền cho em mà A9 đi cả nhà. A9 kèm size lấy giúp em ạ, thêm một con A8139 nhiều thì lại thu. Rồi lên liền cho em mà A9 kèm size vô nha, size S, size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà A10. A10 này em có được có 5 set thôi nha, 149.000 set lại đây. A9 size M 149 cho Trinh Đặng. Trời ơi, mê nha mấy bà nha. Con này là mấy chị mặc size S, size M đều vui nhau hết nha, tại vì nó có chung cho mình. Xếp xanh vậy anh Nguyễn, thì lấy xe gì chị ơi? Lấy xe mồ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A10. Lên liền cho em mã A10 nha, xếp to hàng A9 xe mồ, anh Nguyễn 149. Ôi, có 5 set à. Nha, 5 set thôi. Size S, xe mồ như nhau ha. Chiều lấy thì chốt thì dùng cho em mã dùng cho em. Nó có chung một cái sao á, nó lại không lên size ha. Như nhau cả nha. A10 Tony Lê 2 set. Rồi lên liền cho em 11 dùng cho em nè, 149.000. A10 cho Hữu Thiện Lê 2 set. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em nè mấy chị, 149.000. Sai cho mấy chị 55kg đổ lại men ok. Em nói mấy chị mà nhận cái set này mà không đẹp em không lấy tiền mấy chị luôn. Em nói thật sự luôn á. Cái tay áo thôi, cái áo không mấy chị đi mua đã là trên 200 rồi. Đây em bán nguyên set 149.000. Set này em bán rất là chạy luôn nha mấy chị luôn nha. Khách em cứ hỏi về hoài luôn. 113 xét nữa Thiện Lê. Đẹp lắm cả nhà ơi, 149.000 có sỉ dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 11 đi cả nhà. Cái áo của nó form rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã 11. Không sai. 11 dùng cho em phi size nha. Lên liền phi size thì Tony Lê ơi. Lấy mã 11 báo số lượng cho em chị nha. Lên liền cho em mã 11 đi cả nhà. Phi size nha, em cho chị 2 set nha. Đây mấy chị nè, nó có chung ở phía sau cho mình. Set này đẹp lắm cả nhà, chốt mà may em đi. 149.000 set xanh nào ta? Set xanh treo móc. Ok, tôi đi lên ạ. Này đúng không? Rồi cái này là lên liền cho em mã. Này là size S, size M đúng không? SM dùng cho em này cả nhà. 149.000 mã 12 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 12 111 anh Nguyễn. Chị mua của nhà em không cần phải nghe, thật sự luôn. Nó rất là rẻ luôn cả nhà ơi. Nha mấy chịu nha. Bao giá luôn mà mình được mua hàng lồ mồ á cả nhà, chứ không phải là hàng lên nha. Nên là với cái giá này mấy chị nhận được cái hàng này mấy chị thật sự luôn rất là rẻ luôn, nên là mấy chị chốt liền đi cả nhà. Đẹp lắm luôn hàng của nó này. 12 set size M Hữu Thiện Lê. Hai lớp cho mình nè. Quần là hai lớp luôn nha mấy tình yêu nha. Double lót hết cho mấy chị luôn. Có giá là 149.000, rất là rẻ nha. Chiều lấy chốt em mã 12 dùng cho em. Lên liền cho em mã 12 cho mấy tình yêu nha. Chiều lấy 12 kèm size SM 149 lấy giúp em nha. Lên liền cho em mã 12 kèm size vô cả nhà. 12 lên size nha, size S, size M. Rồi 12 lên size SM 149 mấy chị ơi. Xỉu nha, xỉu thật sự luôn. Mười mấy? 13 dùng cho em. Trời ơi mấy chị ơi, cứu em đi mấy chị ơi. Nó đẹp như thế này mà em like 149.000. Nỡ lòng nào mà khách không chốt cả nhà ơi. Ra chỗ khác nha, hàng xưởng người ta bán cho mấy chị 180, 190 nha. Em like cho mấy chị hàng lò 1 nè, sỉ là 200-300 ngàn. Em bán cho mấy chị 149 ngàn. Chu cha mấy bà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em tầng nha. Cái này việc của em cho đang đang.
cái này mấy chị ủi ra dùng cho Hải Hiền, do là Hải để trong bọc á, vì mấy chị ủi ra cái đầm này đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em đi. Lên liền cho em mã 13 cả nhà ơi, 149.000 đầm tầng. Lên liền cho em mã 13. Đầm 13 hữu thì lê hai con một con chứ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mang hàng RN đẹp lắm á. 13 lên cho em 149 đi ạ. Lên liền cho em mã 13, SML mang ok. 13 hữu thì lê thâu 149. Rồi mấy bà ơi. Chia sẻ like chấm bài tương tác với chị em mấy chị ạ, lên mã 13 149 làm tơ mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mười mấy? 14 dùng cho em. Lên liền cho em mã 14 dùng cho Hải nha. 149.000. Con này đắt lắm này cả nhà này. Con này hàng RGN á. Đây mấy chị ạ. Con này như mấy chị nhập kỹ hàng 230 rồi nè. 230 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã 14 dùng cho em nè. Xem like chấm bài tương tác với chị em mấy chị ạ. Lên liền cho em mã 14 dùng cho em đi cả nhà. 149 14 hữu tiền lê 3 xét 149. Con này đẹp lắm nha. Con này đang hot lắm á. Cả nhà bỏ cái hoa vô cho để mua. 142 xét Tony Lê. 14 cho em 149 đi ạ. Lên liền cho em mã 14 cả nhà ơi. Lên mã 14 149 mấy chị ơi, váy màu xanh mấy chị ha. Rồi 15 là siêu phẩm nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 15 dùng cho em size S và cả nhà. 52 cái đổ lạ men ok dùng cho em nè. Ok nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em. 149.000 có sỉ dùng cho em. Set này là siêu phẩm nha mấy chị nha. Set này em nhớ không làm được trước em bán là hàng 189.000 đúng không? Hôm nay em bóp được sale trong cái lô này em like mấy chị 149.000. 15 hay xét 149 vô tôi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15. Lên liền cho em mã 15 dùng cho em ha. 149.000 set nâu dùng 15 set nâu 149 với em ạ. Set nâu nha mấy chị nha. Chân vái là có quần bên trong cho mình luôn. Có ít lắm cả nhà ơi. Cái này em có được có 3 set thôi mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 15 nha mấy chị nha. 149.000. Xem like chấm bài tương tác cho Hải với nha cả nhà nha. 15 lên giúp em 149 đi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 15 dùng cho em 149.000. Rồi 16 nè. 16 để coi sao gì đi. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em nè mấy chị. 16 này mấy chị mặc vô mấy chị trẻ lắm luôn nha. Đây nha. Xong rồi kèm cho mình một cái cà la vàng nữa nè mấy chị nè. Nha, kèm cho mình một cái la vàng. Cái set này em có like rồi á. Quên lộn, em có đăng hình rồi nha. Mà em chưa có like đâu cả nhà. Ô, có 2 set thôi. Vì mấy ngàn hàng mà nó có 2 con duy nhất này mấy chị. Chân vái cho mình nè. Con này là size S dùng cho ai. Nguyên set nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 16 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 16. 2 set duy nhất thôi. 16 lấy cho em 149 đi ạ. Lên liền cho em mã 16 dùng cho em 149.000. 2 con duy nhất. Xem like chấm bài. Xem like chấm tương tác lấy cho em. Cố gắng chia sẻ like lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em 149.000. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em này. Set nâu dùng cho em. Lên liền cho em mã 17 set nâu 149.000. Nâu dùng cho em. 17 set nâu 149 giúp em. Hai con nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 17. Hàng đẹp mấy chị anh hữu tốt đi mấy chị. 17 hai con cho tôi đi lên. Hàng này kinh hủi không tốt cái bạn. Xem like chấm tương tác với chúng em đó mấy chị hả? Thiệt luôn đi xem like không có giá này mấy chị. Thì mấy hả? 18 dùng cho em, bộ ngố dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 18 119.000. Bộ dài dùng cho em. Bộ dài nha mấy chị nha, màu cam dùng cho em. Lên liền cho em mã mười mấy? 18 dùng cho em đi cả nhà, nguyên set nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã 18 này. 18 dùng cho em 119.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 18 119 cái tinh miêu miêu này còn mấy con em? Hai con à. Tinh miêu miêu này còn hai con cuối cùng 139.000. Set cam mã 18 với em. 18 119 rồi. Ừ, 119. 18 tôi đi lê 2 set 119. Rồi cái này chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã rinh dùng cho em đi có hai con thôi cả nhà ơi, 139.000 hai con cuối cùng hết nha. Hết rồi đó mấy bạn. Đâu có nhiều đâu. Thật sự là không có mấy bạn. Ok, hữu tiền lê nha. Rồi lên liền cho em mã set hốt này nè. Bước trước bà nào bị hụt thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? 20. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em nè. 149.000 set mặt cười dùng cho em. 52 cái đổ lạ men ok dùng cho em. Ui em ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Chốt liền cho em mã dùng cho em đi mấy chị ơi.
Rồi lên liền cho em mã 20 dùm cho em nè mấy chị. 149.000 set mặt cười dùm cho em. Set mặt cười nha mấy chị nha. Em nhất được có 5 set thôi cả nhà ơi, 5 set nha. Bữa rồi em về được à. Em có hàng em có được 5 set mà em hết rồi cả nhà. Cái set mặt cười này rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Mã 20. 20 Đặng Thị Vân 149. Rồi lên liền cho em mã 20 dùm cho em 149.000. Lên mã 20 149.000 cho em ạ. Lên liền cho em mã 20 đi cả nhà, 149.000. 20 sẽ mặt cười cho Đặng Thị Vân. Lên liền cho em mã 20 xem like chấm bài tương tác tên đi cả nhà ơi. Lên mã 20 149 giúp em đi mấy chị hả? Cố gắng xem bài xem like chấm bài tương tác giúp em đi mấy chị ơi. Trời cái cái này nó đẹp. Cái này đẹp lắm cả nhà ơi. 20 sẽ mặt cười 149.000 giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 21 dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 21 dùm cho em 149.000 set nè. Rồi cái set này mà hụt thì thôi luôn nha mấy bà nha. Đẹp lắm luôn. Chân váy này. Xong rồi kèm cho mình cái áo này. Set này mặc lên rất là đẹp nha. Này mấy chị. Kèm cho mình nè. Ở đây của nó là có cầu vai nha. Cái áo của nó là lúc bấm này mấy chị. Chân váy là có quần bên trong và của nó là chung nè. Nên là mấy chị 55kg đổ lại may ok dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 21. Mã 21 này đẹp lắm. Hàng của nhà hờ hờ dùm cho em. Hờ hờ nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 21 Tony Lee. Lên liền cho em mã 21 dùm cho em, set này siêu phẩm luôn đó cả nhà ơi. Siêu siêu đẹp luôn nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã 21 dùm cho em cả nhà. 149.000 dùm cho em ha. Cái này mấy chị có thể tách riêng ra mặc được luôn. Mua cái set này rất là hời luôn. Lên liền cho em mã 21 đi cả nhà. 21 đi cho em 149 đi ạ. Lên liền cho em mã 21 nha cả nhà nha. 149.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã 21, 149.000. Rồi chốt liền cho em mã 22 dùm cho em 149 đầm caro. Đầm caro này được rồi, bữa nào hụt thì chốt lại dùm cho Hải nha. Hải đi sỉ hàng 200 đó. 21 hình diễm. Rồi lên liền cho em mã 22 dùm cho em 149.000. Đi sỉ là hàng 200 đó nha. Thật sự luôn á, hàng lộ 1 á, bạn nào biết 21 hộp đi à. Hai ơi, chủ tiền lấy hai con. Rồi để Hải coi hữu, nhưng nó có hai giấy ở trong đây là. Một là dáng dài, hai là dáng ngắn. Còn cái này là chắc là, vậy là có một con thôi nha. Thôi khác, khác, khác. Rồi lên liền cho em mã 20 mấy? 23 dùm cho em nè. 23 là dáng ngắn này cả nhà nè. 23 dáng ngắn dùm cho em. Nút của nó này mấy chị là nút bọc hết nha mấy chị nha. Dáng ngắn này mấy chị nè. Chị nào thích dáng ngắn thì ghi lùm em mã 23 dùm cho em. Lên liền cho em mã 23 dáng ngắn dùm cho em nè. Xinh quá trời xinh luôn. Hàng nhà bôi luôn mấy chị. 23 là giúp em 149 á. 22 hết rồi mấy chị ơi, 23 hữu tiện lấy 2 con 149. Rồi lên liền cho em mã 24 dùng cho em size M dùng cho em 149.000. Thì cái set này đúng đẹp luôn á mấy chị. Set này chị nào bán sốt chốt đi em thiệt luôn á. Bạn nào vô mà thử một phát là lấy liền nha. 23 em còn 2 con giờ lấy chút luôn với em ạ. Rồi cái set này mặc đẹp thật sự luôn á, mang giày gì cũng hợp á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 24 dùng cho em size M dùng cho em. 24 size M nha, 149.000. 24 size M trên đẳng 149. Rồi lên liền cho em mã 24 size M đi cả nhà. 24 size M nha, sách xanh này đẹp lắm luôn nha. Rất rất là đẹp luôn. Lên mã 24 cho em size M 149 cho thì lại thu. Lên liền cho em mã 24 size M. 24 149 ạ. Rồi lên liền cho em mã 25 đầm đen dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 25 dùm cho em. Con váy đen dùm cho em ha. Rồi lên liền cho em mã 25 dùm cho em. 25 này em sale luôn cho mấy chị luôn 139.000. Lên liền cho em mã 25 con đầm đen này mấy chị mặc lên là không có hở gì đó nha. Đây nè. Mặc lên rất là đẹp luôn, xinh lắm. Lên liền cho em mã 25. Chốt liền cho em mã 25 dùm cho em 149.000, có 139.000. 25 mở tiền lên 139. 39. Lên liền cho em mã 25 đi cả nhà, 25 con đó mặc đẹp lắm nha. Rồi chốt liền cho em mã 26 nguyên set polo nhưng mà size S thôi. 26 này em biết có nhiều chị thích này nhưng mà size S thì nằm mang vừa thì chốt. 25 cho mai cho 139. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em 149.000. Set polo dùng cho em, áo là áo polo nha cả nhà nha. Kèm cho mình quần nè, mua một set mua 149.000 mấy chị. Nha, bình thường mua cái quần trên 150.000 rồi. Nha, cái quần trên 150, cái áo trên 150 rồi. Bây giờ nguyên set có 149.000 bao giá toàn quốc cho mấy chị luôn á. Rẻ ơi là rẻ luôn cả nhà ơi. Lên 26 hữu tiền lê.
Rồi em lên cái set này nha mấy chị yêu nha. 27 này có size gì nha. 27 này chắc có size, để em coi có size gì nha, size S hay không hay sao. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em, lên size S chút đi ha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã 27. Size S nhưng mà form này rộng nha, form này cho mấy chị nào mà học cái này em có SM nha. Rồi lên liền cho em mã 27 lên size SM, nhưng mà con này M tới 55kg đó cả nhà. Nguyên set luôn này, hàng NGN dùng cho em. NGN nha mấy tình yêu nha, chị nào lấy set lên dùng cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Mấy chị nhìn nút này, vải này mấy chị này, hàng của nó là hàng hai lớp nè. Hai lớp nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27 lên size size S size M dùng cho em 149.000. 272 size size M Hữu Tiền Lê. Rồi lên liền cho em 27S nội dung. 27 kèm size vô đi cả nhà. Chút liền cho em mã 27 kèm size M 149 ạ. Kèm size vô nha cả nhà ơi. Hết rồi. Đón xem là chấm bài tương tháng với em mới giờ 27 cho em size với em chỉ còn size S thôi. Lên liền cho em mã 27 kèm size. Rồi con này em có một con thôi. Con này đẹp quá. Này em có một set thôi, chị nào chốt nè, 28, một con duy nhất không mấy chị ơi. Một con duy nhất nha, kèm cho mình cái cà vàng này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 28 dùng cho em size F 149.000. Một set duy nhất thôi cả nhà ơi, không có set thứ hai nha, đẹp lắm. Con này mấy chị thấy á, chỉ từ size Mie có bán đó cả nhà, nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 28 dùng cho em một set duy nhất tặng kèm cho mình cái cà vạt nữa. 149.000 xinh thật sự luôn, cái chân váy rất là đẹp nha. Kèm cho mình một con sơ mi này, tính ra hãy bán rất là rẻ luôn á cả nhà ơi. Trên thị trường mấy chị tìm được cái hàng loại một như này giá này là không bao giờ có luôn á. 28 cho con Nguyệt đổ 149. 28 một set rồi cả nhà. Hết mã 28 rồi mấy chị nhỉ? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 29 dùng cho em này. 29 là hàng NGN size M dùng cho em. Áo của nó là áo cúp ngực nha cả nhà nha. Xong rồi kèm cho mình một con chân váy này, đẹp chưa? Con này giống của hàng là Mai Phương Bùi nè cả nhà. Mai Phương Bùi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? Rồi lên liền cho em mã 29 size M dùng cho em. Áo là áo cúp ngực nha cả nhà nha. Hàng mắt bô dùng cho em, áo lộn hàng NGN dùng cho em này. Size M dùng cho em. Chốt liền cho em mã dùng cho em 20 9 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 29 dùng cho hỏi 149.000. 29 lên cho em 149 cho Gen Gen. Lên liền cho em mã 29. Lên mã 29 cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em này. Đùng thì lấy bia bỏ vô cái trán rồi có gì không. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em 149. 29 cho Tony Lê 2 set. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em, hôm nay hàng đẹp lắm. Hôm nay mấy cái set như thế này nó thiệt mấy bà luôn ấy. Không bao giờ có giá sỉ mà giá lại đâu cả nhà ơi, chốt liền đi. Giá lẻ trên thị trường làm gì có cái này đâu cả nhà. Cái này hàng lộ 1 cho mấy chị nha. Đăng xem like chấm bài thương tám với cho em bây giờ 30149 cho Tony Lê 2 con. 30149 cho Gen Gen. Hàng nào mua được thì xuống ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 31. Rồi lên liền cho em mã 31 dùng cho em 149.000. Nè. Rồi cưng chua. Nguyên set luôn nè, mà mấy chị nhìn cái dập ly của nó này, cái màu nè. Đẹp chưa mấy chị ơi? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, tặng kèm cho mình cái hoa nữa nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 31. Lên liền cho em mã 31 dùng cho em nguyên set cho mình nè mấy chị, 149.000 dùng cho em. Đây nha mấy chị yêu nha, chung cho mình này, không có sợ mà kiểu giống như là bị lỏng quá đâu cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em 31. 31 cho Gen Gen. Lên liền cho em mã 31 đi cả nhà, 149.000. Lên liền cho em mã dùng cho em từ từ cho em. 31 149 giúp em ạ. Lên liền cho em mã 31 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em đi. Ôi cái này xinh nè. 31 cho em nhẹo. Ôi bà nào múc cái set này đi, có mấy set thôi nè. Hàng NGN. Thầy bé này. Ê cung chua. Lên liền cho em mã 32 SML mang ok nha quần nha. Ôi cung chua nè. Hàng NGN 31 Hữu Tiền Lê 2 set 32 chút liền. Rồi lên liền cho em 31 Hữu Tiền Lê rồi. Lên liền cho em mã 32 nha. Hôm nay hàng đẹp lắm đó. Ui ui. Cái nách đó trời.
Nè Gen Gen lấy con này đi, size gì em? Rồi lên liền cho em mã 30. 33. 32 Tony Lee 2 set. Ôi ôi mấy bà ơi. 33 lên size SM M không à? Rồi lên liền cho em mã 33 lên size SM. Ôi đẹp thì hàng nhà buôn rồi nhà ơi. 32 set Hữu Thiện Lê. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, con này đẹp lắm luôn á nghe. Lên liền 32 Hồ Cẩm Tú. 33 mấy chị lên size SM đi cả nhà. Lên liền cho em mã 33 kèm size SM, hôm nay hàng đẹp quá. Lên liền cho em mã 33 kèm size SM dùng cho em cả nhà. Lên liền cho em mã 33 lên size S size M dùng cho em, đầm caro dùng cho em, con này đẹp quá. Lên liền cho em mã đi cả nhà. 33 lên size dùng em. Ok, hôm nay lên ạ. Lên liền cho em mã 33 kèm size SM dùng cho em. 33 lên size SM mấy chị. Em lên cho mấy chị một cái màu này nha. 33 kèm size SM 149 lên giúp em. 33 kèm size giúp em đi ạ. Hữu Thiện Lê nha, 33 kèm size giúp em đi ạ. 33 hai con size M nha Hữu Thiện Lê. Rồi lên cái màu đẹp. Thầy nó hết rồi đó Hữu Thiện Lê nha. Chắc còn lâu mới về được nữa đó. Đây này mấy chị, người ta nói em gì đó không còn hàng. Đây người ta không sale nữa mấy bà ơi. Còn lên liền cho em mã 30. 34, cái này em bán phi size nha, tại vì nó là chung cái sao này. Đây là mấy chị mặc size S, size M đổi lại mail. 33 size M đi treo trên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 34. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 34 nha, kèm cho mình cái tay nha. Nha mấy chị yêu nha, lên liền cho em mã 34, màu đẹp chưa? Nha mấy chị yêu nha, vải này nhìn cái nút này mấy 34, 3 xét cho Hữu Thiện Lê. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em, hàng 2 lớp nha cả nhà nha. Double lót cho mấy chị chứ không phải hàng 1 lót đâu, nên là mấy chị mặc không có bị ngứa không gì hết đó. Vải rất là đẹp luôn, màu xanh này đẹp lắm cả nhà ơi. Lên liền cho em mã 34 dùng cho em, 149 ngàn dùng cho em. Lên 34 cả nhà ơi. 34 2 set cho Tony Lê. Lên liền cho em mã 34 đi cả nhà ơi, màu đẹp lắm luôn á. 149 ngàn. Rồi, kệ đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, 35 dùng cho em. Thiệt luôn con này không, bữa trước em đi hỏi để em mua mặt này mấy chị ơi nha. Này mấy chị, em thấy mặt đẹp quá này mấy chị nè. Thôi chưa mua đây mấy chị. Hôm nay like mấy chị 149 ngàn, có sỉ 30, 35. 34 Trinh Đặng. 35 149 ngàn dùng cho em, đẹp quá hàng nhà bôn. Bôn nha, con này mấy chị mặc S, mặc M, mặc L đều được. Bà nào bầu mang cũng được luôn, có hai túi hai bôn cho mình hàng xịn luôn đó. Chốt đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 35 dùng cho em. Lên liền cho em mã 35 nha, con đầm caro này mang cưng lắm á. Chốt cái mã 35 này mang này mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã 35 đi cả nhà. 35 nha, 149 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 35, 149 có. Số xinh dương mơ tôi cho Gen Gen. Xinh lắm, cái váy caro này đẹp nha mấy chị, chốt đi. Tốt, em thấy nhiều bạn review lắm luôn á. Nhưng mấy chị, mấy chị review mà mấy bạn vô mấy cái 34 trên đằng có rồi à, 34 Phạm Nguyễn. Không dưới giá 300 ngàn đâu, thật sự luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 35 dùng cho em. Lên liền cho em mã 35. Ba lăm cho em 149 nữa. Ba lăm cho Hữu Thiện Lê ba con. Tới công chuyện luôn khách ơi. Trời ơi mê chưa trời, mà tôi phi ra tôi mặc cái set này tôi 35 cho ông Phúc Nguyễn. Thoải mái cho nó sướng chứ, thật sự luôn. Đẹp quá hèn, áo đẹp hèn. Đúng rồi, cái áo DG này mấy chị nhớ không? Được rồi, 139 ngàn nè. 35 cho Bảo Khang. Hôm nay mua nguyên set luôn, 149 ngàn. Lên liền cho em mã 30 6, 149 ngàn, 65 kg đổ lại mang vừa cho Hải luôn. Nha, đẹp lắm, 149 ngàn. 35 Tony Lê 2 con. Rồi lên liền cho em mã 36 149 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 36, 149. 35 Nguyễn Phường. 36, 149 ngàn, hàng lộ 1 luôn, sai hoàn tiền cho mấy chị luôn ha. Vậy bà cầm cái áo đi, mấy bà mua cái áo luôn ấy nha, quần cũng đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 36. 35 Nguyễn Kim Dung. Rồi lên liền cho em mã 36 đi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em. Hả? Mã gì
thấy cũng ứng. 35 cho Nga lên. Nó liều cho em hả? 36. 35 em hết rồi, bây giờ lên là 36 với em 149 nè. 36 tôi này lên 2 con. Rồi lên liều cho em hả? 37 dùng cho em. Chị đẹp quá à. Cái này theo luôn này, gen gen lấy không có mấy set chứ mấy à. 36 vòng cho gen gen 2 set hết mà 36. Cái này hãy được à. Phải được 3 set màu đen với 2 set màu trắng này. Bạn nào ôm lấy thì chốt liền nha. 30 mấy? 37. Đẹp quá. Nhìn cái quần này giá trị chưa? 37 nha. Quần đẹp quá à. 37 có mấy set à mấy chị? Chị nào lấy chốt em mã 37 149 ngàn. 149 ha. Lên liền cho em mã 37 có 3 set thôi. 37 VV. 3 set thôi. Đẹp lắm nha. 37. Đây nè, cái set DG ấy chỉ có màu trắng này là 38 nè. Cái set DG là màu trắng ấy. Thì cho chị mỗi chị gen gen một set thì con đi lên một set. 38. Nè, vô bà nào. Vô bà nào chốt liền nha. Đó, giống cái mã 37 thôi, cái đó là mã đó. Một cái hồng đen là anh ép luôn cái set này vô luôn đi. Với một trắng một đen cho gen gen. Cái set này ở trong nhóm nha. Nhóm hàng nhà NGN này. Hàng 220 nè mấy chị, em không nói điều đâu, học luôn nha. Có phải một trắng một đen Tony Lee. Rồi lên liền cho em mã 39 nè mấy chị. Lên 39 cho khỏi bị nhà. 39 nha, 149 ngàn. Cái con này nè mấy chị, người ta trong nhóm người ta vẫn xỉ 200 mấy ngàn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 30. 37 đen hại năm nguyên. Rồi lên liền cho em mã 39 dùng cho em. Lên liền cho em mã 39 nha mấy chị nha. Nó sẽ có cái tan hoa cho mình đó nha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã 39 dùng cho em. 149 ngàn dùng cho em. Ok tôi đi lên có rồi. Bà lên liền cho em mã 39 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 39 nha mấy chị nha. Tan hoa dùng cho em. Ba chín một bốn chín lên giúp em đi ạ. Cái set này là cái set siêu phẩm đó mấy bà nghe. À, 40 hả anh? Rồi lên liền cho em mã 40 nha. 139 ngàn, size cho mấy chị 52 cái đổ lạnh em ok. Cái set này mấy chị chốt đi, set này mà chị nào hồi tiết 149 ngàn nha mấy chị nha. Mấy chị cứ theo dõi đi mấy chị. Hàng này là 500 ngàn ấy. 500 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 dùng cho em đi. Không có Tony Lê nha, 39 vô thiệt lê hai con. Lên liền cho em mã 40 đi mấy chị. Set 40 này đẹp lắm. Giờ lấy chút em mã 40 có 3 set thôi nè. À 4 set gì đây. Lên liền cho em mã 40. 149 ngàn. Lên liền cho em mã 40 đi phải gì. Lên liền cho em mã 40 cả nhà ơi. 40 cẩm tú. Rồi chốt liền cho em mã 41 size M. 41 size M này là dùm nha. 40 cho Giang Giang. Chanh nha không có hàng này quả nhà ơi. Chỗ này cắt ra được 5 set không. Size M 5 con thôi nha. Cái dùm này đẹp lắm cả nhà. Bà nào mà thích dùm á, bà nào bán được dùm thì chốt liền đi. Ở đây nè cả nhà ơi. Nhìn cái đai của nó là biết hàng lộ 1 rồi. Cái này là dùm size M. Em mới chịu hàng của nhà hờ hờ ấy. Lên liền cho em mã 41. Chốt liền cho em mã 41 nha mấy tình yêu. 41 Jimby nè. Lên liền cho em mã 41 Jimby. Jimby này đẹp lắm á cả nhà ơi. Chốt đi hàng xịn sò luôn á. Lên liền cho em mã 41 Giang Giang. Lên liền cho em mã 41 41 cho Hiền Du Kỳ. Lên liền cho em mã 41 đi cả nhà ơi. 41 Jimby dễ luôn á. Tờ siêu phẩm dùng cho em. 41 dùm bì mà 49 lên giúp em ạ. Ôi ôi cưng chưa. Này mấy bà mặc lên đẹp lắm luôn á. Nha. TT Lê 41. Xin lỗi chấm bà tương tác với em mấy chị ạ. 41 cho TT Lê. Rồi 42 size M được có 5 con. 5 con nhưng mà vải rất là đỉnh nha. Quan trọng là cái chất vải nữa cả nhà nha. Chứ không phải là hàng, hàng lớn được mấy bà ơi. Phôm chất vải nữa. Nhưng mấy tình yêu nha. Đây nè. Nhìn cái vải này mấy chị này, vải mê chưa? Vải như thế này đây phải gọi là đỉnh rồi đó cả nhà ơi, siêu siêu đẹp luôn.
mà có 149.000 quá là rẻ luôn á. Lên liền cho em mã dùm cho em. Bốn hai một bốn chín nhớ gì anh chị em. Bốn hai Hữu Thiện Lê, bốn hai Ruby Sun. Lên liền cho em mã 42 đi cả nhà. Bữa nay mới về được cái set BBR này, mới hỏi bà hỏi mà làm gì có ôm được sale đâu mà chú. Cũng mấy 43 nè. Mấy hồi làm gì ôm được xe đâu mà trốn được. Dễ thương chưa? Đẹp quá à. 149.000. Trời ơi siêu cưng luôn ấy. Hàng này mấy chị, hàng bull nè. Nha cái này size Hải đang cầm là size mấy chị S hoặc M được ha. S, M, L đều mang vừa hết á. Đẹp quá. Lên liền cho em mã 43. 43 149 2 set cho Hữu Thiện Lê. 43 khoa hồng. Lên mã 43 149 giúp em gì ạ? 43 mấy chị mặc S, mặc M, mặc L đều được các chị. 43 đẹp lắm. 43 là lưng chung, quần lưng chung mà áo của nó cũng chung nữa. Ôi nhỏ ơi, về được cái set này nè. Các bạn ơi, hôm nay về được những cái set mà thật luôn á. Mấy hồi hỏi toàn đất không à. 40 mấy? 44 dùng cho em nè. Xếp nâu 55 cái đổi lại dùng cho em. 55, 56 đều ok hết nha. Cái vải này là mặt mát cho mấy bà nha. Siêu mát luôn. Bông bao thì lại thô. Thô cứng cứng đâu. Nè yeah, đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 40. 44 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 44. Bông bao Nguyễn Kim Dung. Rồi lên liền cho em mã 44. 44149 lấy giúp em à. 44 đẹp nha. Hello chị Chính Nguyễn nha. Rồi mấy đường này xếp đẹp lắm. 44 ba con Hữu Thiện Lê. 45 say mờ nè mấy chị. 45 say mờ 149 nè. Xếp này mặc vô trẻ mấy tuổi đó nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 còn hai con cho TT Lê luôn á. Rồi lên cho chị Tony Lê. Rồi lên liền cho em mã 45 size M. 45 size M nha cả nhà nha. 149.000 vải đẹp. Bá trái bù chét luôn. Sơ mi này không mua trên 200 rồi nè. Con áo sơ mi này cả nhà kèm cho mình cái quần. Sách này mang 44 em hết rồi. Mặc rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã 45 size M. 45 size M. 45 cho Phúc Nguyễn ai xếp. Lên liền cho em mã 45 size M đi cả nhà. 5 con thôi. Bốn mươi lăm nguyệt nữa. Lên liền cho em mà 45 size M. Cả nhà xem like chấm bài tương tác lên nha. Khổ ghê luôn á mấy bạn ơi. Lên liền cho em mà 46 dùng cho em nha. 149.000. Ui là trời, đi lấy sỉ hàng 180.000. Mà hàng lên rồi mấy chị. Hôm nay bán cho mấy chị hàng bôn luôn. Mà bán cho mấy chị 149.000 có sỉ. Cái set áo tầng còn dùng cho mình. Tôi bó tay chấm côn luôn á, tôi nói thật chung á là nghe. Bởi vậy hôm nay cái này về nha mấy chị ơi nha. Chuẩn cho mấy chị mặc lên là đẹp luôn. 46 với em 2 xếp Hữu Thiện Lê. 46 đi cả nhà ơi. 46 2 xếp hoa hồng. Cái nhiệt tầng này về mấy chị ơi, tại vì to á, mình về mình ngủi lại dùng cho Hải nha. Lên liền cho em mã đi cả nhà. 46 với em 149 đi ạ. Lên liền cho em mã 46 đi cả nhà. Rồi chốt em mã 47 siêu phẩm này size M. 46 Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 47 size M. 47 size M. Chị nào thích cái set này chốt này cả nhà. Set này được chứ phải về tới hàng gần 200.000 một set ấy. Hôm nay có 149.000. Chủ hàng y như vậy luôn. Đây này size M. Đẹp chưa cả nhà ơi. Mặc cái set này mấy chị đi tìm cũng được. 46 Hữu Thiện Lê nhớ có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã 47 size M dùng cho em. 47 size M này đẹp nha mấy chị. Áo này. Cái áo của nó là tay bồng á. Áo nó phối cho mình. Phối nha cả nhà nha. Kèm cho mình chân váy. Chân váy rất là đẹp luôn. Vì mấy chị có thể mặc chung xong tách riêng ra mặc cũng được. Chân váy em nói thật luôn á cả nhà ơi. Đỉnh nha mấy chị nha. Sơ mi của nó 47 Nguyễn Chi. Rồi cái set như thế này đây cả nhà ơi. Mới ướm thôi á. Đẹp đó nha. Size M. Viết mất cả nhà. Mời. 47 đó giúp em ạ.
47 Nguyễn Kim Dung. 47 size M đi cả nhà. Cái liền cho em ở 47 size M. 47 Nguyệt Đỏ. Tôi liền cho em ở 47 size M đi cả nhà. 47 Ruby Sun. Rồi siêu phẩm 48. 149.000 nha. 47 Văn Thị Thanh Dung hết 47 à. Nhiên nhiên có sen không? Chốt cái set này đi em. Thiệt luôn á, chị nói nó đẹp lắm luôn. Nhìn cái vải này. Đây nha, vải này nha mấy chị ơi nha. Hàng này mấy chị. Nét lắm cả nhà ơi nha. Yên tâm về chất nha mấy chị ơi nha. Cái quần này giữ luôn cho. Đây là cái quần nha. Cái quần nha, size M. Lơ liền cho em mã, dùng cho em mã 48 à. Rồi lên liền cho em mã 48 size M dùng cho em dễ luôn á. Cái này mấy chị bỏ thùng cũng được, còn không mình bỏ riêng ra cũng được nha. Tại vì ở dưới này cái vạt này nó đẹp nha. Đẹp nha, của nó là khó ké bên hông dùng cho em. Lên liền cho em mã 48 dùng cho em. 48 size M. 48 size M nha. Giờ lấy cho em mã 48 size M 149.000. 48 tôi đi lên 2 set. Lên liền cho em mã 48 size M đi cả nha. Lên liền cho em mã 48 size M nha. Set này nó giống với set xanh như thế này mấy chị. Đó, giống cái set xanh này nha, nhưng mà nó là màu xám nha, màu xanh này em cũng có size M ấy. Nên là chị nào ưng lấy 48 xanh thì ghi 48 xanh M ha. 48 xanh M em còn không biết nữa. Xám size M. Size M 48 màu xám này. Nha, 48 màu xám. 48 không là xám nha. 48 size M xám cho Thảo Huỳnh. Rồi lên liền cho em mặc ở dùng cho em nè. 40. 9. Mê nè. 48 Nguyễn Chi. Rồi lên liền cho em mã 49. Nhưng mà buồn cái con này size S thôi. VIP nha. Siêu VIP luôn. Nhìn cái xinh gốm cho Yen Yen. Đây mấy chị nè. Mấy chị ơi xem like thả tim thả 48 like 48 đến 6 cho lên thẳng. Nha, thả tim thả like cho Hải mới. Rồi lên liền cho em mã 49 size M. Size mấy chị 52kg thôi á. 48 xanh cho Trang Lê. Ờ cái set này nó mê quá trời mê luôn cả nhà ơi. Caro nha. 49 Caro cho Yen Yen. Em cái xanh này còn không nhỉ? 48 xanh cốm hay còn. Còn một cái chứ mấy à. Dạ cho Yen Yen nữa. Coi chưa. Đấy rồi hết rồi đó. Anh bấm cho, anh bấm cho ai chưa. Yen Yen nó có đây rồi mà. Xanh cốm Yen có rồi mà. Ủa có rồi mà. 48 xét xanh lúc nãy cho chị à. Phượng Trân. Rồi lên liền cho em mã 50 dùng cho em 149.000. Con này mấy chị 55kg đổ lại dùng em size M. 49 còn 4 xét cho Thiệt Lê nha. Nha tranh thủ chốt con này mấy chị 50 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 50 size M. 50M dùng cho em. Lên liền cho em mã 50 size M. Chốt 50M đi cả nhà. Lên liền cho em mã 50 size M dùng cho em. 50M nha, mua về mặc đi đám cưới. Lên liền cho em mã 50. Và cái này nó có kèm dây phía sau á, nên là bạn nào ốm như Hải mặc cũng được nha. Mình cọt dây phía sau á, con này mang đẹp rất cả nha. Làm phông dài cho mình luôn. 149.000. Lên liền cho em mã 50 đi mấy chị. Lên liền cho em mã 50. Caro bên hết rồi. Ok giờ Lê Thảnh nha. 50 Nguyễn Linh. Xem like, chấm bài, tương tác, chia sẻ, like lên là giúp em nha mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 50 đi cả nhà. 50 nha mấy chị nha, 100. 50 Lê Phương Nguyên. 49 thử Thiền Lê có. Rồi, chị nào nhanh tay lên nào. Nhanh lên cả nhà ơi, nó có, em chia mỗi chị mỗi set nha. Năm mấy hả? 51 dùm cho em. 149.000. Mỗi chị mỗi set nha. Nó công bằng tại vì nó có ít quá. Ít quá. Nếu mà ngày mai, ngày mốt em cắt ra nó có tiếp thì em like, em like cho mấy chị chốt nha. Rồi nó theo này, hàng nào rồi nha, chốt cho khách sĩ mỗi chị mỗi xếp nha. Đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè, đẹp lắm. Mấy chị đẹp chưa, hàng nào rồi nữa, hàng 350 ngàn một set. 50 cho Phan Thị Thanh Dung. 350 một set đó cả nhà thôi, em like mấy chị 149 ngàn thôi, trẻ đẹp quá. 51 Hoa Hồng. Này có một con thôi nè. Rồi con này em có một con duy nhất thôi cả nhà ơi, 52 100.
29. 51 cho Đội Dung, 51 Hữu Thiện Lê. Còn lên liền cho em mã 52. 51 Tony Lê. Còn lên liền cho em mã 52 dùm cho em này mấy chị này. Lên liền cho em mã 52 nha. Hết mã 51 cái gì vậy? 52 là 129.000, có một con cuối cùng nó hãy hết rồi cả nhà. Năm hai có một con thôi cả nhà ơi. Năm hai 129. Còn mấy bà ơi chuẩn bị tinh thần bấm cái con này 53 này. Đẹp chưa? 52 Tony Lee 129. Các chị ơi con này size S nhưng mà eo cái eo 70 đó nha, 50 mấy? 53 dùng cho em. Lên liền cho em mã 53 149.000. Nha, siêu phẩm luôn á. Rồi cái áo cam mà cái quần nó mê lắm cả nhà ơi, nhìn cái quần này. Cái quần người ta làm đẹp lắm nha. Cái này năm mấy anh? 52 hả? 52 váy đinh là phi size cả nhà ơi nha. Rồi lên liền cho em mã 53 đi cả nhà. 53 chốt cái set 53 này may này. Rồi cái áo thun nó cũng đẹp nữa cả nhà ơi, tới cái quần luôn nè. Nha. Rồi lên liền cho em. Có rồi chị Phan Thị Anh Dung. Thêm luôn cái mới mã đem số điện thoại giúp em ạ. Chốt liền cho em mã 53 đi cả nhà. 53149 gì thêm luôn. Lên liền cho em mã 53 cả nhà, 149.000 set vịt đấy. Rồi 129.000 là mấy chị 54. Lên liền cho em mã 54 đầm nâu hàng nhà Miu Miu. Miu Miu nha, tay Miu Miu này hàng siêu đắt, gì nào mà ở ngoài cánh ngọt kia mấy bạn biết lên thiệt. Hãy không nói điêu đâu cả nhà ơi. Nha. Cái này. Cả nhà ơi, này có túi cho mình nè nha. Rồi lên liền cho em mã 54 dùng cho em. Lên liền cho em mã 54. 129.000. Đẹp chưa? Nha mấy chị luôn nha. Lên liền 54 Hữu Thiện Lê 3 con. Có túi hai bên cho mình luôn, hàng nhà Tát Miu luôn cả nhà ơi, caro dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 54. À cái lấy nha anh. Chị nào cái lấy thì thứ hai nha. Chị thứ hai nha mấy chị. 54 Hồng Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 55 siêu phẩm dùng cho em này. 52kg đổ lại dùng cho em. Cái quần này là 160 rồi mấy tình yêu. Kèm cho mình cái áo nè. Kèm cho mình cái áo ha. Quần này mà chỉ có 149.000. Em nói là cái set này mặc rất là đẹp luôn. Đẹp lắm cả nhà. Chị lấy thì chốt đi dùng cho em mã 50 mấy? 55 dùng cho em. Set nha mấy chị, nhìn quần dùng cho em này. Cái quần này vì mấy chị tách riêng ra mấy chị mặc cũng đẹp nữa đó. Đẹp lắm nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã 50. 55 dùng cho em. Size cho mấy chị nào mà 52, 53 cái đổ lại men ok. Set xanh này đẹp lắm. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã nha. 55 dùng cho em. 149.000. 55 ai set Tony Lê. Lên liền cho em mã 55. Lên mã 55 149. Bữa nay em đẹp cái set này đẹp lắm nha. Dên dên có xem không? 56 à. 56 nha, 149.000. Lên mã 55 149 mấy chị ạ. Hàng của nhà NGN. Mấy chị ơi, cái chân vái của nó rất là 55 đẹp. Lê Thảnh. Nè, mấy chị thấy cái chân vái đẹp không? Con này mấy chị nào mà 55 cho Hương Lê 332 nha. Size cho mấy chị eo 67, 68 55 Trần Duyên. Lên liền cho em 56 dùng cho em. Áo rất là đẹp nha mấy bà nha. Xong rồi ghi cái chân vái chưa? Chân vái đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, chân vái đẹp lắm luôn á. Hàng NGN dùng cho em. NGN nha. Lên liền cho em mã 56. Năm sáu một bốn chín cho Hữu Thiện Lê. Lên liền cho em mã 56. 56 Hồ Cẩm Tú. Rồi lên liền. 56 Nguyễn Linh. 57 149.000. Em nói trước nha cả nhà nha. 149.000 nó sẽ có giá của 149.000. 56 Ruby Sun. Nha mấy tình yêu nha. Đây mấy chị nè. Chị nào mà 65kg lấy dùm cho em cái con này nha mấy chị nha.
cái giá của 55 nó 55 em hết rồi chị ơi. Nó rất là đẹp. 56 còn một set Tonili. Nó không phải là hàng lên mà hàng mai lên đâu cả nhà ơi, rất rất là đẹp luôn. Nha, cái vải của nó đó cả nhà, mình mặc nó rất là mát luôn mà nó rũ sao á. Nha mấy tình yêu nha, lên liền cho em mã dùng cho em 57 dùng cho em. Khôn dài cho mấy chị nè. Giờ lấy chút em mã 57. Nó bảy Phúc Nguyễn ơi con. Nha mấy chị nha, hàng của nhà Bôn á. Lên mã 57 và 49 giúp em nha. Đẹp nha mấy chị nha, lên liền cho em mã 57 đi cả nhà. Chút liền cho em mã 57. 57. Rồi lên liền cho em mã 58 size M dùng cho em. 149.000. Cái set này mê thật luôn á. Xí em like xong nha mấy chị nha, ngày mai em rảnh em sẽ đăng hết mấy cái hình này cho mấy chị xem những cái hàng dưới này ha. Đăng từng mẫu một luôn cho mấy bà dĩa xem. 56 em hết rồi mấy chị ạ. Cái set này mà mang đi đăng 57 Nguyễn Kim Dung 57 cho nó lên nha mấy chị nha. Nó đẹp thật sự luôn mà. Size M rồi nha. Lên liền cho em mã 58 size M dùng cho em. 57 Lê Phương Nguyên. Áo đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 50 à. 58 size M dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã 58 nha, size M. Đẹp quá trời đất luôn á. Cái set này đẹp lắm nha. Lên liền cho em mã 58 size M đi cả nhà. Chân vái mê luôn á. Chân vái siêu siêu mê nha. 58 set trắng 149 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã 58 set trắng dùng cho em. 58 58 Phước Trần. Lên liền cho em mã 58 size M á. Set đó chị mặc về mặc đi đám cưới đi tiệc này kia đẹp quá nha. Rồi lên liền cho em mã 59. Con này cả nhà 55kg dùng cho em ha. Set xanh dùng cho em, hàng của nhà NLN. Thề luôn. 58 Chính Nguyễn. Tự nhiên mê cái chân quái gì đâu luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 59 dùng cho em. Mê thật sự luôn, cái chân quái nó làm nó đẹp. Hàng NLN luôn. 59 Hữu Tiền Lê. Rồi lên liền cho em mã 59 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 59 màu xanh cốm nè. 59 màu xanh cốm nha cả nhà nha. Xanh cốm dùng cho em 149.000 dùng cho em. 59 Ai Nguyên Nguyễn. Lên liền cho em mã 59 dùng cho em xếp xanh nha. Cái này giống xếp của Đoàn Ngân Châu á. 59 cho thêm luôn. Rồi lên liền cho em mã 60 size S thôi cả nhà ơi, 149.000. Bao giá toàn quốc cái set này luôn. Bao mấy chị mua của em rẻ hơn được 200.000 ngồi luôn nha. Cái set loan này nè, nhưng mà nó size S thôi. Nên là chị nào mặc được size S thì chốt cho Hải nha. 52kg quay đầu dùm kia. Rồi lên liền cho em mã 60. Chốt liền cho em mã 60 có 2 set thôi cả nhà. 2 set nha, 149.000. 2 set duy nhất thôi mấy chị. Vải đẹp lắm. 60 màu cẩm tú. Hai con thôi cả nhà ơi. Đẹp nha bà, đẹp lắm luôn ấy. 59 cho Phạm Nguyễn. 60 em còn một set giờ lại chút liền cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã 61 set của set của gì quên rồi. À Panda dùng cho em 129.000. Lên liền cho em mã 61 set Panda dùng cho em. 60 Lê Thịnh. Mấy chị, set của Panda này mấy chị. Set này mấy chị mặc ép mặc màu đều được cái thiệt. Nó co giãn chung cho mình này. Quan trọng là cái quần của nó sẽ làm cái tan cho mình này. Tan cho mấy chịu nha, áo rất là đẹp luôn. 61, 129.000. Cái này em bóc được siêu rẻ nên là em sale cho mấy chị á, cho mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. 61 Hữu Tiền Lê. 3 set thôi cả nhà. 61 61 2 set cho Tony Lee. Hết mã 61 ạ. Ừ em coi cái này là cái gì mà em thấy cái vải nó đẹp quá. Cái vải nó mướt. Trời tới công chuyện luôn cái này luôn. Đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 2 dùng cho em 149.000 dùng cho em. Ôi ôi, đầm dây nha. Đầm dây cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bầu bí đâu, bà nào bầu đâu. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60
2 dùng cho em đi cả nhà. 149.000 dùng cho em, hàng nhà bôn luôn. Vải đẹp quá trời đẹp luôn á. Nha, cái này mấy chị mặc là quan trọng là cái vải á cả nhà. Mình mặc cảm giác như mình mát á mấy chị kìa. Đây. Đó liền cho em mã dùng cho em 62 dùng cho em, 149.000 dùng cho em. Lo liền cho em mã 62, 149 phải. 62 Tony Lee. Lo liền cho em mã 62 đi cả nhà. Lo liền cho em mã 62. 62 149 Tony Lee hai con. 149.000. Số 2 thử tiền với 2 con. Lên mã số 2 149 lấy với em. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên lại với em mấy chị ơi. Rồi con này bữa trước chị nào hụt thì lên liền 63 dùng cho em 149. Thì có cái gì. Mấy cái đầm này của nhà này hàng thun nó đẹp lắm luôn. Nó không phải là như hàng thun lên đâu cả nhà ơi. Mặc lên cái phô nó đẹp lắm. Cái nè. Trời ơi em nghĩ cái đầm này mấy chị. Đầm thun nhưng mà nó đẹp lắm nghe. Cái nè. Hàng nhà bôn này mấy chị, 65 cái đổ lạnh em ok luôn á, 60 mấy à? 63 dùng cho em. 62 Chính Nguyễn. Lên liền cho em hả, 63 đi cả nhà. Hàng phôn này mấy chị nè. Cái phôn của là phôn rộng nha, không phải là hàng ôm đâu, vải đẹp lắm. Lên liền cho em hả, 63 dùng cho em, 149.000 dùng cho em. Lên liền cho em hả, 63, 149, đầm sọc dùng cho em nè. Vải nó mê lắm cả nhà ơi, cầm lên cái vải nó không phải là cái vải mà nhẹ nhẹ đâu, đẹp lắm. Số 3 Phúc Nguyễn. Lo liền cho em mở 63 đi cả nhà. Caro này em còn. Em coi cái này là giống. Số 3 149 lên giúp em ạ. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em với chị nhỏ. Lo liền cho em mở 64 đi cả nhà này. Caro dùng cho em 149.000. Số 3 cho Tâm Phạm. Này nó xì nhầm với là cái giống gì. Tâm Phạm là chung đơn với thằng Trúc 330 đi nước 300 đi nước chị ạ. Số 3 Nga Lê 79. Rồi lên liền cho em mã 64. Lên liền cho em mã 64 149. Chị có chuẩn nha mấy chị nha. Chuẩn hàng mấy chị bán sốt luôn. Không sai một kẹo nào hết. Không sai một cái ly nào nha mấy bạn nha. Số 4 một bốn dưới lên cho em ạ. Số 4 Khoa Hồng. Trời lâu 65 siêu phẩm đi, đi tiệc 50 3kg đổ lại dùm cho em. Cái này là eo 70 đó nha. Số 4 là Phú Nguyễn hai con. Eo 70 nha. Lên liền cho em ạ 6 mấy 65 dùm cho em 149 nha. Lên liền cho em ạ 65 149. Còn nhiều siêu phẩm lắm cả nhà ơi. Nhiều ơi là nhiều luôn. Số 4 Hữu Thiện Lê. Cái gì về 64 là cái mã Barbido nó đợi hãy xíu này còn cái nào không biết em. Rồi lên liền cho em mã 65 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 65 nha mấy chị nha. Đầm đi tiệc dùng cho em hàng nhà bôn. Hàng hai lớp luôn cả nhà. Hai lớp nha, con này giống của hàng Trăng Ali á cả nhà. Số là 149. Số là Mang Thị Thanh Dung. Cái này là 66 đi cả nhà ơi, 149 ngàn. Cái mã 66 này mặc nó dễ thương á cả nhà ơi, mặc lên nó trẻ. Hoặc là chị nào có con mà mất mất quá, mấy cái đầm Barbido này cũng xinh. Rồi set này siêu phẩm size M này cả nhà. Được rồi, có chị nào hụt cái set này không? 66 là 64 mình có rồi, Hồng Phúc Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em size M dùng cho em 149. Ôi mê cái set này lắm luôn á. Úp hình là mấy chị hỏi nhiều lắm luôn nha. Hay nè mấy chị nè. Cái set mấy cái chân vái này mấy chị mua một set đúng là y như mình chỉ mua được con chân vái rồi cả nhà ơi. Nha, hoặc là cái áo thôi á, đây em bán nguyên set luôn. Nha. Đẹp như thế này đi mấy bà ơi. 149.000. Nè, nhìn cái chân vái nè. Nó đã là giá trị rồi. Xong rồi kèm cho mình một con áo. 64 lúc nãy cho Nguyễn Trúc. Nè. Lên liền cho em mà ở dùng cho em 67 đúng không? Rồi lên liền. Rồi thì lên hai set. 67 size M nha, 149.000. Set mang đẹp lắm. Mấy chị mua set là mấy chị về tách riêng ra mặc được luôn nha. Áo nè, kèm cho mình chân vái nữa. Dễ mang cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em. Có mấy set thôi nè mấy chị. Lên liền cho em mã 67 đi. 67 Phước Trần. Xem like cho em, xin lúc thả tim thả like tương tác mấy tình yêu ơi.
Rồi lên liền cho em mã 68. Số 7 em còn 2 set giờ là chốt luôn cho em ạ. 68 này là váy mấy chị. Váy nha. Nhưng mà rất là yêu luôn. Mấy chị mặc nó sẽ lên đây nè. Nhưng mấy chị yêu nha, phía sau của nó là không hở gì đâu cả nhà thôi. Ở đây của nó là cọt nơ nè. Nha, em tặng mấy chị con này luôn 99.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 68 99.000 con đầm hoa này. Bạn nào mặc vừa con đầm hoa này tốt nha. Con này là size M đổ lại đó. Ở đây nó có mốt ngực cho mình nè. Ở đây của nó sẽ có cái bảng chung nên là mấy chị mặc áo ngực bình thường nha, không có hở. Nhưng mà có dáng ngực rồi. Nha, có ngực sẵn rồi nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 68 99.000. Lên liền cho em mã 68 99.000. 68 hở tiền lên. Lên liền cho em mã 68 99.000. Số 8 99 nghìn là cho em ạ. 68 đồng hồ cho đang đang. Tớ liền cho em mở 68 đi cả nhà, 99 nghìn. Liền cả nhà ơi, để hết nha. 5 xé con, thiệt luôn hàng hết, nó cho có 5 xé. 68 Ruby Sun, 68 Nguyễn Huyền. Ủa? Rồi lên liền. 68 em còn một con, giờ lấy cho em 99 nghìn ạ. 67 là cái nào? Rồi lên liền cho em mở 69. 67 mang thì lên vô mang xếp. Nè sau mấy? 69 này 149.000 nó có 1, 2, 3, 4, 4 set. 4 set nha, set súp ly như thế này. Súp ly nha mấy chịu nha, 4 set duy nhất thôi. Giờ thấy chốt ly dùng cho em, hàng đẹp luôn á. Chung đây nha. Giờ lấy thì chốt ly dùng cho em, mã dùng cho em, quần là quần súp ly nè. Lên ly dùng cho em, mã dùng cho em, mã 69. 149.000. 69 nữa thì ly 2 set. 69 lên cho em 149 rồi. Lên liền cho em mã 69. Có rồi gì đang đang nha. Rồi test nắp. Mã 70 149 rồi. Tai bồng. Hàng NGN. Vải rất là đẹp nha. Cái vải tơ này thường mấy chị nhớ không? Hải Lai là toàn hàng 199.000 không? 199 nha. Sao mấy hả? 70. 68 lại 99.000 cho Thu Đào. Rồi lên liền cho em mã 70. Toàn là Hải Lai giá là 200 hay là 199.000 không á? Còn thứ ơi. 70 bao nhiêu? Ô cả nhà ơi, cái này còn được nè. 70 thì lên 3 set. Rồi lên liền cho em mã 71 size S nè. 149.000 bao giá luôn cả nhà. 70 149 cho chị Thế Anh một con gì hả? Chị mua hàng yên tâm về giá nha. Em like mấy chị 149.000 nhưng mà em khẳng định đây là hàng trên thị trường bán cho mình 300 mấy ngàn nha. Hàng đi sỉ 200 rồi. Em mới tình yêu nha, 200 mấy rồi cả nhà ơi. Tao cho mấy chị giá là 149.000 nhưng mà cái set này em còn S thôi. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em 71 size S. 71S nha mấy tình yêu nha. Được 3 set thôi. 3 set nha. 71. Ok chị Thế Anh ạ. 71 luôn giúp em mấy chị ạ. Lấy liền cho em mã 71. Rồi con này thì nó hơi hơi hở hở nha. Đây cả nhà không? Con này sẽ hơi hở hở như mấy tình yêu nha. Đó, thọt như thế này cho mình. Sẽ là yếm như thế này nha. Bà nào đi đám cưới này kia mặc đẹp đó nha. Lên sân khấu là mặc đẹp đó nha. Mã 7 mấy? 72. 72 size M. 72 size M nha. Tặng mấy chị con này 99.000. 72 size M 99.000. Lên liền Hữu Thiện Lê 99. Lên liền cho em mã 72 size M 99.000 con này đẹp. Con này xinh lắm đó cả nhà ơi, cọt dây như thế này nè. Cọt dây khúc này rồi mấy chị mặc áo ngực bình thường mà cái đây nó cũng làm mốt ngực cho mình rồi nè. 99.000 thôi. Lên liền cho em mã 72. Lên liền cho em mã 72 đi cả nhà, 99.000. Chốt liền cho em mã 72 99.000 liền cho em. 72 còn không? Còn 72 đẹp. 72 hàng hốt đó chị. Hàng này trong 72 hàng... anh hai con. 72 này trong cái Sài Gòn các bạn bán 250.000 một con, các bạn vô mấy cái bạn mà cái gì cũng hay hay quay mấy cái video á cả nhà, toàn là cái nhà hốt này không á. Rồi lên liền cho em mã 70. 73 dùng cho em này, 149.000.
size S dùng cho em. Được con bán. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 73. Rồi lên liền cho em mã 73 dùng cho em, nhưng mà con này em có S thôi mấy chị ơi. Nha, con này em về tiếp cho mấy chị đó. Con này mặc lên set của nó đẹp lắm. Mặc đi tiệc này kia mấy chị hen. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 70. Rồi. 73 dùng cho em. Lên liền cho em mã 73 nha cả nhà nha. 149.000. Chúc em mã 73 set tắt tay dùng cho em. Set này mang siêu sang chảnh luôn á cả nhà ơi. Sang chảnh nha. Mang con bà chảnh luôn. Lên liền cho em mã 73. Xem like chấm bài dùng cho Hải nha. Coi cái set này có size M nè. Hôm bữa lại có size L nha. Đó, còn cái em nè. Cái hai còn, cầm cái hai còn. Cái hai là các em đang cầm đó. 72 con 99 ngàn cho nghe Huỳnh. 73 size S thôi chị Chính Nguyễn ơi. 73 đẹp quá mà size S thôi. Rồi chị nào chốt 74 size M nè mấy chị. 149 ngàn. Set này đẹp lắm. Set này là giống của đàn anh Châu á. Cái này mang đẹp lắm á cả nhà, chốt cái set này đi, cái quần này mua là 200 rồi. 200 nha. Em lên cho mấy chị 149.000. Nha, size M. Lên liền cho em mã 70. 74 size M dùng cho em, quần caro này mang đẹp lắm. Nha, vải đẹp cả nhà ơi. Lên liền cho em mã 74. Size M dùng cho em 149.000. 74 size đó, quần caro 149 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 74 đi. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em luôn mấy chị ơi. 74 cho Hồng Phúc Nguyễn. 149.000 size M. Trời ơi, cái bao hàng đẹp lắm nha. Bữa trước em có lên size L á, nhưng mà bữa nay em hết L á, còn M á. Nha, cái này em cắt hàng mới có M thôi, không có L. 74 149 luôn giúp em ạ. Lên liền cho em mã 74 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 74. 74 size M dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 75 dùm cho em nè. 149.000 xếp cổ yếm dùm cho em. Xếp cổ yếm nha, con này nó sẽ có cho mình xem đầm caro rồi sao. Đầm caro là cái nào, đợi hãy chút này. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã mấy? 75 dùm cho em. Lên liền cho em mã 75 đi cả nha. 74 Nguyễn Dung. Rồi lên liền cho em mã 75. Xét đúng không? 75 nha, hàng lùi 1. 74 Nguyễn Dung, 75 cho Hữu Thiện Lê ơi. 75, 60kg đổ lại mang vừa đó cả nhà, chút 75 nha. Anh mấy chị ơi. Mã mấy? 76 đi, hiện lên luôn 76 đi cả nhà. 149.000 đầm caro phôm dài. 75 như thế anh. Thì bà tự nhiên kêu được trước sau thấy hãy like cái hàng này là 119.000 mà sao bữa nay like 149.000. Nó khác nhau cả nhà. 74 149 với Hương Bi. Nha, cái phôm của nó sẽ to hơn và cái vải của nó sẽ xịn hơn nè. Nha, cái vải của nó sẽ xốp xốp như thế này nè mấy chị nè. Đó, mấy chị thấy không? Và cái phôm nè. Đó, phôm rất là đẹp nha. Con này mấy chị nào mà 65kg mấy chị mang cũng đẹp luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi, tiếng dài nữa. Chờ lấy chút liền cho em mã dùng cho em 70. 76 đi cả nhà. Tới liền cho em mã 76 nha. 149.000. 76 149 lên giúp em ạ. Rồi cái này rồi mặt sao. Chia sẻ like chấm bài tương tác với giúp em mấy chị ơi. Người là phải mặc lên mới thấy đẹp được cả nhà ơi. Thiệt luôn, cái này phải mặc lên nha. 70 77 dùng cho em đi cả nha. 77 này là size M nha. Mặc lên là hai cái này nó sẽ rớt ra hai cái vai này cả nhà. Đó. Đây nha, size M. Con này thật sự cả nhà mặc lên á, bạn nào mà biết cái mẫu rồi thì mặc lên nó mới đẹp được nha mấy chị yêu nha. Hãy cầm lên thì nó sẽ không có đẹp á cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em đi mấy chị. Dạng như là cái tay của nó sẽ rớt như thế này nè. Váy sơ mi tím là mã 76 đúng không? Váy sơ mi tím là mã 76 á chị Trâm, hàng lộ 1 á chị, đẹp lắm. Cái này hàng bôn nè, chị nào thích hàng lộ 1 thì mình chốt đi. Nha, nhiều bạn người ta ưng hàng lộ 1 á cả nhà ơi, đắt hơn 50-60 ngàn hay là 30 ngàn nhưng mà mình mua được váy là hàng lộ 1. Nha. Em mã 77 là váy đen mấy chị hả?
em cũng thích. Bà bán cho chị Hồng Phúc Nguyễn 149. Em cũng thích cho mấy chị bán cho mấy chị hàng loạt một á, mà giá rất là rẻ luôn, mình mua về mình mặc sướng cả nhà ơi. 76 cho mai trăm hơn rồi. Rồi lên liền cho em mã 78 dùng cho em nè, 149.000. Tơ mê chưa? Mê chưa cả nhà ơi, nhìn cái hàng này. Xịn chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70. 48. Váy đen là 149. Váy đen xay màu á. Rồi lên liền cho em mã 78 đúng không? Cái đen 149 cho Đan Đan. Rồi lên liền cho em mã 78 dùng cho em. 78 là hàng của nhà NGN dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 78, 149.000. 78 cho Thế Anh. Rồi lên liền cho em mã 78 dùng cho em hàng NGN nè mấy chị. NGN nha. Lên mã 78 mấy chị ơi. Hai. Set NGN dùng cho em set to nữa, mang lên dễ thương lắm cả nhà ơi. Mình xem lại chấm chấm tương tác đi mấy chị. Trước thì chăm nha, không có hàng. Giờ đây là còn, các ai còn được máy set nè, 79 xây mồ nè. Set siêu phẩm nè mấy bà. Hoa hồng, à, xây hồng lấy cái set này đi được lắm luôn á. Kèm cho mình cái chân quái mua 200 mình. Size M nha, kèm cho mình cái nịch nữa. Cái set này đẹp mấy bà ơi. Lên liền che mã, dùng che mã mấy nha? 79 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 79 size M dùng cho em. 149.000. Lên liền cho em mã 79 size M nha, 149 dùng cho em. Size M chân váy có quần bên trong này, kèm cho mình cái áo này. Cái set này đẹp lắm cả nhà. Mua một set nhưng mà mấy chị được cái chân váy rất là đẹp nha, áo cũng đẹp nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 79 dùng cho em size M. Lên liền cho em mã 79 size M đi cả nhà. 79 size M. 79 lấy giúp em 149 ạ. 79 chỉ có SM á, Khoa Hồng lấy size gì? 79 chỉ có SM nha. Bảy chín lại có SM á, chị nào cũng lấy 79 size. 79 có size SM mới chị ạ, kèm size lấy giúp em ạ. 79 không có SM. 79 SM Khoa Hồng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Mã 80 dùng cho em size S. Này bà thẩm giùm tôi với cái set này mua bao nhiêu nhỉ? Phải 300 không? Mã 9 M cho Ngọc Phi à. Nhưng mà cái này có một set thôi. Mã 80 size M, một mã 80 size S có set gì hết không? Ôi, cái này mang cái đôi dài mà mấy cái đôi dài mà cao cao mà đang hot nữa mấy chị ơi. Một con nha. Một con nha Thế Anh. Một cái thôi chị ơi. Có một con đó chị nhỉ. Rồi chuẩn bị bấm nha. 80 mốt size M dùng cho em, tặng mấy chị con này nha. 119.000. Trời ơi múc ngay và luôn nha. Từ đầu để hãy coi size gì đó. Đây nha mấy chị nha, con này S S nha, múc liền mấy chị. 119.000, bao rẻ toàn quốc luôn. 119 hàng của nhà hốt nha. Cái này bóc được rẻ. Thế mà bữa trước mà về mà chung cái lô này là không có giá này đâu cả nhà. 81 thử tiền lấy 2 set. Lên liền cho em mã 81. Em mấy chị ơi hàng này nha, hàng này xịn lắm luôn đó. Dài dặn mà đẹp lắm. Viết nha. Ủa vậy có 2 set này. Cô kéo nhầm nha, cái này em có rút 1 cái set rồi đó. Chưa đúng không, có 2 con rồi. Có 1 có 2 set hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè.
Rồi cái này có một set không mấy bà ơi, 82. 82 này mặc S, mặc M, mặc L đều được hết nha. 149.000 một con duy nhất thôi. Nha, một set duy nhất, không có set thứ hai nha. Lên liền cho em mã 82 dùng cho em. Một con áo này, crop top dùng cho em, hai giày tay, kèm cho mình một con quần. 82 nữa được lên 149. Cho 82 cho thấy anh 149. Rồi lên liền cho em mã 80. 3 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 83 một con đầm tiệc dùng cho em nha, hàng của nhà hot luôn. Cái này giống của Nina Lê may nó cả nhà, người ta mặc sang lắm mấy bà ơi, mặc vô mới thấy đẹp được nha. Đây nè, mặc cái cổ nó sẽ cổ đổ này mấy chị nè, size M nha, 119.000, 80. 83 dùng cho em, 119. Lên liền cho em mã 83 119 size M mấy chị ơi, Nina Lê may nó lại có phần rồi kéo xuống lấy nha. Tám ba 119.000. Tám ba mấy màu xám 119 cho chú em ạ. Cho Hữu Thiện Lê, cho Hồng Phúc Nguyễn hết 83. Em không biết nói sao cả nhà ơi. 80. Tư dùng cho em, size M dùng cho em 119.000. Cái vải nó đẹp lắm cả nhà ơi. Nè. Cổ là cổ đổ nha. Mặc lên rất là đẹp luôn đó. Ôi ôi, size M 80 mấy? 84 dùng cho em. Vải nó đã 84 dùng cho em đi cả nhà, 119. 84 đổ dung. Lên liền cho em mã 84 đi cả nhà ơi, 119. Lên liền cho em mã 84 đi cả nhà. Đi nè. Ru ai mấy chị ơi. 84 cho đặt Hà Thiên Trang, 84 bóng bóng. 85 dùng cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mã 85 149.000. 84 lánh linh. Rồi lên liền cho em mã 85 149. 84 em còn một con chờ lánh linh cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã 85 dùng cho em 149.000. Trời đẹp quá ý. Rồi lên liền cho em mã 85 đi cả nhà. 85 nha mấy chị nha. Đầm xám dùng cho em nè. Kiểu cổ thủ tủ á cả nhà ơi, 149.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. 85 dùng cho em, 149.000 dùng cho em. Rồi lấy chút liền cho em mã 85. Nè con này em có được 2 set thôi. 85 149 lên giúp em ạ. Ừ được em chút nha. Em mới chịu. Nhưng mà cùng cái set này nó có S nha. Màu bà nào mặc vừa hoặc là chị nào mua cho con cũng được nè. Mà cái set này dễ thương thật luôn á cả nhà ơi. Đẹp chưa? 86 à. Nhưng mà nó size S thôi. Khoa Hồng lấy cái set này không mẹ? Set này dễ thương lắm đó. Có được có 2 set tôi size S. Set này đúng đẹp luôn á nha, siêu đẹp luôn. Chân váy này mấy chị nè. Đó, một con sơ mi nè, kèm cho mình một cái cà la vàng này. Cái này set này mang dễ thương lắm á. 86 một con kính như em ạ. Đây kèm cho mình một con chân váy này. Set như thế này đây cả nhà ơi, chốt liền đi, đẹp lắm luôn á. Có hai set thôi, giờ lấy chốt em mã 80. 86 đi cả nhà. Chia sẻ lại cho mà từ 8 lấy cho em, chị ơi, 86 một con kính ha. Đó liền cho em mã 86 đi cả nhà, 149.000. Em lên cho mấy chị con body này nha, nhưng mà em lên bây giờ thì em chắc là chứ mấy chị có chốt hay không cần nó về tay. Nhưng mà nó đẹp. 87. 86 cho bóng bóng, 86 cho Nguyễn Kim Dung. 87 nha, tặng mấy chị con này 109.000. Lên liền cho em mã 87 109. Đầm body xám. Body xám nha, nhưng mà nó là dày tay á cả nhà ơi, nó cũng bị ngủng vô đông rồi á. Đây là cả nhà. Đó, cái này em bóc được sale thôi. 87 109 chứ em. Cái này em vô mùa là em nhập rất là đắt luôn á cả nhà ơi nha. Có hai con thôi, chờ lấy chút em mã 87. 87 hiền hiền. Hai con thôi cả nhà ơi. Lên 87 đi mấy tình yêu. Lên mã 87 109 lấy giúp em còn một con nữa. Rồi lên liền cho em mã 88 dùng cho em nè. Xinh quá trời xinh luôn á nghe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha.
lên liền cho em mã 80. 88 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 88 dùng cho em 99.000. Rồi lên liền cho em mã 88 99.000. Hãy có duy nhất được cho mấy chị có được có hai con thôi. Con này mấy chị sẽ cọc dây như thế này nha mấy chị nha. Và nó có bút ngực cho mình nè. Và nó có cái tay của nó nè mấy chị. Tay chuông ấy, cái con váy này xinh lắm. Ngốt lắm á cả nhà nghe. Lên 88 99.000 là như em ạ. Rồi con này em bóc được sale hôm nay em về em sale. Đúng rồi, tương tác với chú em mới chịu. Lên mở 88 mới đen 99.000 ạ. Con này dáng dài nha mấy chị nha. Tặng luôn mấy chị con này 99.000. Con này là dáng dài nha, mã mấy? 89. Rồi lên liền cho em mã 89 99.000. Cái này là bữa trước có like cho mấy chị rồi. Hôm nay em bóc được sale nè. Con này mấy chị 55kg đổ lại dùm cho em. 55kg cho mấy chị nha. Con này mấy chị mang đi tiệc rất là đẹp luôn. Để xem em bóc hình cái mẫu này mặc bàn kia mặc đẹp lắm đó cả nhà ơi. Nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 89 dùng cho em 99.000 hàng nhà bôn nha. Bôn dùng cho em luôn, đầm đi tiệc đó mấy chị. Đầm đi tiệc nha, chờ lấy đi chốt cho hả. 89 là cho em 99.000. Lên liền cho em mã 89 đi cả nhà 99.000. Chịu bán xem lại chấm bài tương tán là cho em mấy chị ơi. 89 bán thị Thanh Dung. Rồi lên liền cho em mã 90 xếp xám 109.000. 90 xếp xám dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 90 xếp xám 109. 109.000 có xếp tao cả nhà. Cái này là nam nữ đều mang ok. Lên liền cho em mã 90 đi cả nhà, một xếp thôi. Rồi lên liền cho em mã 91. 90 đi hàng Nguyễn Dương. Rồi lên liền cho em mã 91. 91 size M dùng cho em nè. 139.000. Rồi lên liền cho em mã 91 size M dùng cho em. 91 size M nha, 139.000 có set, con set vest chân váy dài. Chín mốt 139 hưởng tiền lê. Rồi lên liền cho em mã 92 set 34 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 92 một con áo khoác kèm cho mình một con áo dây nè nha cả nhà nha. Xong rồi kèm cho mình một con chân váy nhún nữa nè. Nha, set 34 luôn, 119.000. Size M luôn, lên liền cho em mã 92 size M. 92 119 ạ. Lên liền cho em mã 92 đi cả nhà, 119.000. Rồi siêu phẩm nha mấy chị nha. Chị nào thích lấy cái con này chốt nè mấy chị. Sao này nó hay dây chứ đứt dây mất tiêu rồi mấy chị ơi. Các bà ơi, về đang cái dây lên được cho hoài không? 91 hết rồi mấy chị ơi. Cái này nha mấy chị nha, nó sẽ cúp ngực như thế này. Đó mấy chị thấy không? Nhưng mà nó bị mắc một cái dây lên đây nè. Vì mấy chị bỏ cái dây vô dùng cho em ha. Xong mấy chị sẽ đan dây phía sau nè. Ở đây nó sẽ có cái dây lên nha mấy chị nha. Đẹp lắm. Con váy này rất là đẹp nha. Đây nè. Size cho mấy chị 55kg đổi lại á. Em tặng mấy chị con này 89.000 luôn. Lên liền cho em mã váy đen 89.000 có một con thôi. Một con nha. Váy đen mã 93 89.000 ạ. Lên liền cho em mã váy đen đi cả nhà 89.000. Lên liền cho em mã váy đen 89.000. Nó không có bị gì trơn mấy chị ơi, nó bị mắc một cái dây thôi. Thì mấy chị bỏ cái dây vô thôi cả nhà. 89.000 mà đẹp lắm. Mã 91 em hết rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã váy caro 139.000 nè. Váy đen 89.000 thì Thanh Dung. Rồi cái này lên liền cho em mã caro 139. Hàng này đơn giản nhưng mà đẹp nha mấy chị ơi nha. Size cho mấy chị nào mà 58kg đổ lại men ok dùng cho em. Con váy này rất là đẹp luôn á nha. Bữa trước đi thấy bạn kia mặc đẹp quá trời đẹp luôn á. Caro này mấy chị nè nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm caro dùng cho em 139.000 dùng cho em. Hàng nhà bôn luôn cả nhà. Bôn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã caro dùng cho em, vải đẹp mê luôn á. Caro 139 thì lấy hai con nha, đẹp mê luôn. 93 là cái nào anh? Rồi lên liền cho em mã caro đi cả nhà. Caro son 139 cho chị Thế Anh. Caro cho Nga Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã set vàng dùng cho em này cả nhà. Set vàng nha mấy chị nha, 119.000. Caro bên cầu con chờ lấy chút đi chú em ạ. Rồi lên liền cho em mã set vàng 119. Set vàng này đẹp lắm cả nhà. Mua về ở nhà ngủ cũng sướng nữa. 119.000. Rồi lên liền cho em mã set vàng 119. Hàng VIP nha. Hàng VIP nha cả nhà nha. Không phải là hàng thường đâu nha mấy chị nha.
con này ở đây nó cũng chung cho mình nè, mà tới cái quần này nó cũng chung nên là mấy chị mặc vô tư luôn. 119.000 hả, không nhập được giá này đâu mấy chị ơi, nhưng mà cái này bán tặng cho mấy chị đó nha cả nhà nha, không nhập được cái set này giá 119 đâu, nó hộp luôn á. Xin bạn cho thấy anh 2 set. Rồi lên liền cho em mã caro tím dùng cho em này. Lên liền cho em mã caro tím dùng cho em 139.000. Thì luôn bữa trước thấy là cho em mặc cái màu này nè mấy chị. Mà cái này là có màu hồng nữa mà không có hết rồi đúng không? Hết màu hồng rồi á. Đẹp lắm mấy bà ơi. Đơn giản nhưng mà mặc đẹp lắm á. Lên liền cho em mã caro tím dùng cho em. Lên liền cho em mã caro tím nha cả nhà nha. 139.000. Lên liền cho em mã caro tím 139. Lên liền cho em mã caro tím 139 dùm cho em. Caro tím mà cho em 139 cho Phương Võ cho Huỳnh Nga. Lên caro tím đi cả nhà. Giờ lấy liền cho em mã caro tím 139 á. Lên liền cho em mã caro tím. Trời ơi váy này đẹp thì. Váy này mấy chị mà mặc đi biển này kia cũng xinh nha. Anh cái tay của nó là mấy chị sẽ thấy cái hoa này đó, mấy chị thấy nó làm cái hoa không, ở đây là lưới nha, mình mặc vô này mấy chị này xinh lắm luôn. Phải tặng mấy chị con này 119.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã váy trắng dùng cho em 119.000. lúc mình mặc đó là cái tay nữa nó sẽ rớt nha cả nhà nha, này cái tay này nó rớt này 119.000, vải đẹp lắm cả nhà ơi. Ở đây nó sẽ làm lưới cho mình á, kiểu như nó ẩn á cả nhà. Lúc mà mình nhìn hình nó là mình tưởng đâu là nó sẽ mặc cúp ngực á, nhưng mà không cả nhà ơi. Nha, nó sẽ là lưới á, mặc lên đẹp lắm. Mà mấy chị làm nhìn nó làm cái hoa váy trắng cho bông bông. Cái hoa này mình mặc đi biển này kia nó đẹp lắm á cả nhà ơi, xinh thật sự nha, nhìn dữ luôn lắm. Váy trắng 119.000. Hàng nhà Minh á. Lên liền cho em mã váy trắng 119. Giờ lấy lên cho em mà. Đưa buồn đây. Lên liền cho em mã váy trắng đi cả nhà 119.000. Chốt váy trắng đi cả nhà 119. Váy trắng còn bút mẹ hai con. Lên liền cho em mã váy trắng 119. Rồi tiếp con này nha. Con này là mặt siêu mong manh nha cả nhà nha. Kiểu như là nó kiểu như người mình mấy chị nè. Nó là to á cả nhà kìa. Đây hai lớp cho mấy chị luôn. Váy trắng con thì Thanh Dung. Mà dễ thương lắm, yêu lắm luôn ấy nha cả nhà nha, mảnh mảnh người mấy chị mặc là đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã váy tơ dùm cho em 119.000 luôn. Lên liền cho em mã váy tơ 119. Rồi lên liền cho em mã váy tơ dùm cho em 119.000 dùm cho em. Cái con váy này là bán lỗ chắc nè luôn á cả nhà ơi, tại vì kiểu như là nó ngắn á cả nhà kìa, nên là bạn nào mà mini một chút xíu là may nó là đẹp luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em váy tơ dùm cho em 119.000, đẹp lắm em ơi, dễ thương lắm. Váy tơ bông bông mảnh. Lên là váy tơ 119 lên giúp em chưa? Lên liền cho em mã váy tơ dùm cho em. Em coi cái đầm gì mà người váy tơ Hồ Nhi. Sỉ là 200. Váy tơ Văn Thị Thanh Dung. Em coi cái này là cái gì mà sỉ 200. Xé trắng quần dài cọn 200. Cái này là giá sỉ đó. Váy tơ thêm 2 cho bóng bóng. Cái này là giá sỉ đó cả nhà. Tuồn túng bài luôn rồi cả nhà ơi. 139.000 xếp trắng kìa bé. Cái vải nó đẹp chưa bé? Thì cái này mặc cái áo ống nha. Xong cái khoác khoác cái này bên ngoài nè. Mấy chị mua cái set này là mấy chị được một con áo khoác rồi nữa nè. Lên liền cho em mã set 139.000. Kèm mình cái quần này mấy chị nhìn cái xếp cái vải luôn. Vải mê thật sự luôn, vải rất là đẹp nha. Đẹp lắm, 139.000. Rồi lên liền cho em mã xếp trắng dùm cho em 139 dùm cho em. Vải đẹp quá không? Vải đẹp nha. Xếp trắng 139 dùm Huyền Huyền. Lên liền cho em mã xếp trắng dùm cho em 139.000 mấy chị. Ở đây nó có giá này mấy chị nha. Nha, thì xịn luôn. À, hàng của Hồi Thương á cả nhà ơi. Số trắng 139 lên giúp em nữa chị ha. Tôi lo chấm bài tương tác chia sẻ loa lên giúp em ạ.
xếp trắng này là chung hết cả nhà. Nó có chung nha, nên là mấy chị bao nhiêu ký may cũng được, mặc S, M, L là may ok. Quần của nó là quần chung á cả nhà ơi, hàng xịn lắm luôn. Quần rất là xịn nha, chờ lấy xếp trắng đi, xếp trắng dùng cho em. Đi đi đẹp ghê luôn á. Rồi cái này lên liền cho em mã số 30 size M dùng cho em. Ôi cái áo nó đẹp. Size M nha, có 3 set nè, chờ lấy cái set này may. Size M nha, hãy thề luôn. Cái quần nó rất là đẹp nha. Cái quần này bình thường mấy hồi hãy hay mặc này mấy chị nè. Đây bây giờ mấy chị mua nguyên set luôn, 149 ngàn size M này, nó quá là đẹp luôn á. Cái áo của nó rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã set size M dùng cho em. Chốt liền cho em mã set mã mấy anh? Mã 30 size M. Set mã 30 đằng hàng Kim Trang. 30 M đi cả nhà thôi. Đẹp quá trời quá đất luôn cái set này. Có 30 F nè, bài nào lấy F thì chốt F. Lên liền cho em mã 30 size M. Có 30 F á, chị nào lấy F thì chốt F cho nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã ba mấy anh? Mã 40 đi cả nhà. Size 40 size M có một set nha. 40 size M có một set. Set này mấy là em xỉu cái đùng luôn á cả nhà nha. Thiệt luôn á. Em biết là bán hàng giá rẻ là như thế nào luôn á nha mấy chị yêu nha. Trong khi đi đây là hàng lò 1 luôn á. Nha nguyên set 40 mà 49 giúp em ạ. 40 là hàng Thiên Trang. Ừ. Rồi lên liền cho em mã 40. 41 dùng cho em nè cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho ai? Chốt liền cho em mã 41 119.000 dùng cho em đầm gấu dùng cho em nè. Đầm xuân gấu nha, 119.000. Lên liền cho em mã 41 119 dùng cho em. Lên liền cho em mã 41 119.000. Bốn mốt một mười chỉ lên giúp em, 40 em hết rồi. 40 em hết rồi cả nhà ơi. Rồi size M dùng cho em này, 40 à. 42 size M dùng cho em, 149.000. Một con duy nhất thôi cả nhà ơi. Còn này set nó sẽ nhiều hơn váy á cả nhà nha. Tại vì mới được rồi là em like váy nhiều hơn á. Nhưng mà đợt này bắt đầu là mùa người ta vô mùa set nhiều á cả nhà. Đó là mình ôm được set á cả nhà. Đây. Rồi lên liền cho em 42 size M có một con váy đi tiệc nha. Lên liền cho em 42 M. Đây, 42 cho Đỗ Dung. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em. 42 149 nha. Một con à? Một con. Cái con còn phải nhớ lấy lẽ. Rồi lên liền cho em mã 40 43 dùng cho em. 43 này size S thôi cả nhà ơi. 149.000 một set cuối cùng nữa là hết rồi nè. Nó trong cục lẻ nha. Mấy chị mua 149.000 rẻ đó cả nhà ơi, không hề đắt đâu cả nhà. Thật sự luôn nha. Cái bà so sánh hàng này là phải so sánh với là cái hàng mà y tác mát kiểu này nha cả nhà nha. Kèm cho mình cái cà la vàng này size S dùng cho em. Lên liền cho em mà 43 size S áo thun đại về hôm nữa nha chị nha. Mới qua size S mà 49 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mà 43 đi cả nhà. 43 S nha mấy tình yêu nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mà 43 size S. Rồi lên liền cho em mã 44 dùng cho em nè. 149.000 còn cái cuối cùng. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em mấy chị ơi. Và mấy chị ơi có set này nè, đẹp lắm á. Này bán hoài biết chán luôn, thật sự luôn. Nha, bán cứ về về á cả nhà ơi. 149.000 còn này là rẻ nhất luôn, quần dài kèm cho mình áo nè. Này mấy chị mặc size S, size M đều được hết á. Tay là tay bồng, có duy nhất được có mấy set thôi mấy bà ơi. Chốt liền cho em mã dùng cho em. Bốn này bốn mấy anh? Bốn mấy? Bốn ba, này bốn bốn đúng không? Bốn bốn còn mấy chốt. Bốn bốn thế anh? Còn lên liền cho em mã 44 hay là Hồ Nhi lấy bốn mấy giờ? Hồ Nhi lấy cái set nào vậy?
Rồi lên liền cho em. Xếp màu quần caro là mà 44 cái gì Hồ Nhi ơi. Rồi lên liền cho em mà 46 size M. 44 Hồ Nhi. 46 size M dùng cho em 149 ngàn. Lên liền cho em mà 46 size M. 44 Phan Thị Thanh Dung. Rồi lên liền cho em mà 46 size M dùng cho em. 46M. Rồi lên liền cho em mà 46 size M dùng cho em. 46M dùng cho em ha. Quần ngố dùng cho em. Kèm cho mình một con áo sơ. 44 cho ông Phúc Nguyễn. 149 ngàn. Rồi ế đẹp đó phải nhận nha. Chốt liền đi. Lên liền cho em mã 40 46 đi cả nhà size M. Rồi lên liền cho em mã 47 SM dùng cho em 149 ngàn. Lên liền cho em mã 47 lên size SM dùng cho em. Mê quá trời mê cái set này luôn. Cái quần của nó giá trị luôn phải nha. Cái là cái xanh đó chị chưa lên nữa mà. Cho mình cho chị quá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 47 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 47 lên size SM dùng cho em. 47 kèm size SM nha. 47 size M hưởng tiền lên. Lên liền cho em mã 47 lên size đi cả nhà. SM. Đâu rồi. 7 giờ em có chụp qua cho anh đi sao. Không, không có được. Lên liền cho em mã 47 kèm size SM. Bốn mươi tám màu đen dùng cho em 139 ngàn. Cả nhà ơi nhìn cái vải quần này mê thật sự luôn, đẹp lắm. Cái này mấy chị mặc size S size M này vừa hết á. Đây mấy chị này, những cái quần dùng cho em xịn lắm. Kèm cho mấy chị một con áo nè. Cái này mình làm áo khoác đó cả nhà, giống như là mình mặc một con áo á, bra hay là cái áo ống bên trong cũng được nha. Nguyên set luôn nè, 139 ngàn. Lên liền cho em mà 48. Chốt liền cho em mã 48 nha. Size S, size M, size L mang ok cho Hải luôn. Vải đẹp lắm cả nhà ơi. Có 139 ngàn à. Mà vải rất là đẹp nha cả nhà nha. Vải đẹp ô là đẹp luôn á. Có 5 xét thôi. Giờ lấy chốt liền cho em mã 48. 48 nha mấy chị ơi nha. Mình sẽ 200. Lên liền cho em mã 48 nha cả nhà. Tới liền cho em mã 48. 48 thế anh 2 set. 48 cho Huyền Huyền. Rồi lên liền cho em mã 40. 49 dùng 48 chính Nguyễn. Rồi cái mã 49 này không biết vì sao nó đẹp mấy bạn ơi. Nó like hết rồi mà 48 cho ai ai. Hình là có nhiều bạn là nhắn tin hỏi nè. Hết mã 48 à. Hôm nay bốc được sale like cho mấy chị giá 99 nghìn. Lên liền cho em mã 40. 49 dùng cho em 99 ngàn. Không biết vì sao mà mấy chị hỏi nhiều lắm luôn á nha. Nó đơn giản sao cả nhà ơi. 99 ngàn cứ cầm lên là lúc nào mà like xong là mấy bà cũng nhắn tin hỏi à. Đây nè. Cả nhà hồ hồ luôn. Hồ hồ nha, 99 ngàn. Mặc lên cưng lắm cả nhà ơi nha. Cổ nó là cổ yếm á. Cổ yếm nha mấy tình yêu nha. Giờ lấy 49 nữa thì lấy hai con. Cái này tùy theo mình rút dây nha mấy chị yêu nha. Nếu mà mấy chị ưng mặt cao lên thì mình rút dây lên. Đó, lên nha mấy chị yêu nha. Cái váy này xinh lắm, mặt trắng da nữa. Lên liền cho em mã 49 dùng cho em đi cả nhà. 99 ngàn. 49 Phan Thị Thanh Dung. Rồi lên liền cho em mã 49 dùng cho em 99 ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã 49 99 ngàn. Cổ yếm dùng cho em. Cổ yếm nha, xinh lắm mấy chị. 49 Hồ Nhi. Bốn chín thằng Hà Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã 50 dùng cho em. 50 này size S thôi, chị nào mà mặc đi tiệc thì chốt liền. Lên liền cho em mã 50 dùng cho em. 50 năm nay nó hot nơ mấy chị nghe. Năm nay người ta làm cái váy ngắn nơ này kia không à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Nhưng mà con này size S thôi. S nha mấy tình yêu. 49 Phan Thị Phạm Thiết Anh. 49 cho Thu 4. Rồi lên liền cho em mã 50. 49 cho Kim Lê. Rồi lên liền cho em mã 50 nhưng mà size S không phải tắt tay dùng cho em. 139 ngàn. Hai con đâu cả nhà. 50 lên giúp em 139 ạ. Lên liền cho em mã 50. Rồi 49 thu 4 có rồi chị nhỉ. 51 siêu phẩm dùng cho em 149 ngàn. Về được cái set này nhìn nó yêu gì đâu luôn á. Siêu yêu luôn.
Rồi lên liền cho em ảnh 51. Cái này đi biển cũng đẹp nha cả nhà nha. Đi biển mang cũng đẹp. Thà là cái áo này mấy chị mặc với là cái quần ống le, quần ống su hay là quần gì cũng được hết trơn á. Kèm cho mình cái chân váy đi. Dễ thương chưa? 50 chút cho anh. Chiên một bán nữa. 11 bán một món rồi. Hả? 50 hữu tiền lê. 51 bao nhiêu? Không lỗ đời không nẻ. 149 51 cho hữu tiền lê. 51 cho thấy anh 2 set. 52 cổ yếm nhưng mà hơi bị đẹp nha. Hơi bị xuất sắc luôn khách ơi. Tôi nói mặc lên là mê nha. Tôi cũng lấy một con thì tôi bán lỗ tôi lấy mang nha mấy bạn nha. Nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em này phải nè. Nha, con này size mấy chị 55 cái đổi lạnh men ok. Nha. Tặng cho mấy chị luôn với giá là lên liền cho em mã 52 nha. Tặng mấy chị 119.000. Cái set cái váy này em không nhận được giá này đâu cả nhà ơi. Em nói thiệt luôn ấy. Cái vải này nó đắt lắm cả nhà ơi nha. Lúc mình mặc lên này cái váy của nó sàn đẹp lắm cả nhà ơi. Không có ở lưng đâu mấy bà. Mua cái áo ngực mà nó có dây cước bên hông ấy. Ở bên cước không biết sao là nó không có bị hở gì hết trơn cả nhà ơi. Mặc bình thường nha, rất là đẹp luôn. Ôi nhìn cái vải này, mê cái vải này lắm luôn á. Đây nè mấy chị, cái vải này mặc rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 52 đi cả nhà. 119.000. 52 cho ăn lên. 52 119.000. Lên liền đi cả nhà ơi. 52 cho Nguyễn Châu Bi Hiền. Ta liền cho em mã 52 đẹp lắm đấy. Trời ơi. Biết bán biết bao nhiêu cái rồi bữa nay nó mới về được cái size M. Thật sự luôn. Cái này bạn hết không? Giờ hôm nay về M cho mấy bạn. Tặng luôn cho mấy chị luôn 119.000 thôi. 53 dùng cho em 119 size M. Nha, bán không biết bao nhiêu 52 cái rồi. 52 chính Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 53 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 53 size M. 53 size M nha, 119.000. Lên liền cho em mã 53 size M dùng cho em. 53 size M nha, hàng nhà bôn luôn mấy chế ơi. Không phải là hàng thường nha. Đây nè. Đây vải hãy nè. Đó, hàng của 52 ốc sơn, 52 bảo khang. Nha, lên liền cho em mã 53 size M. Con váy này dáng rất là đẹp luôn. Mê đó cả nhà ơi. Chủ hàng nha. Hàng nhà bôn size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 53 size M. 53, 53 M. 53 bao nhiêu? Mặc đủ luôn. 53, 119 size M. Năm ba hữu tiền lê. Lê liền cho em mã 53 size M đi cả nhà. 52 ốc sơn bổ khang có rồi ạ. Rồi lê liền cho em mã 54 139.000 dùng cho em. 54 chị Nga Huỳnh tốt chị nè. Màu đen này đẹp nè. Cái con váy này đẹp lắm á cả nhà ơi. Em thấy hot girl nào cũng bán luôn á. Nha mấy chị nha, hot girl nào cũng lên cái con váy này rất là đẹp nha mấy chị nha. Cũng hàng tan miên luôn cả nhà. Tan miên nha mấy chị nha. Cái váy của nó cả nhà ơi, cái vải của nó rất là đẹp luôn, hình mạc nè. Cái vải của nó này cả nhà. Đơn giản nhưng mà đẹp nha. Lên liền cho em mã 54 dùng cho em. 54 nha, 139.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 54 139 có túi cho mình nè. 54 hai con cho Nga Huỳnh. Chị nào 65kg mang cũng được luôn nha. Không có bị kén dáng đâu cả nhà. Đẹp lắm ấy. Lên liền cho em mã 54 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 54. Rồi lên liền cho em mã 55 dùng cho em. Ê cả nhà ơi, 55 là mặt nó sẽ chéo ngực phía trước như thế này nha. Chéo nè. Nhưng mà con này là hàng của nhà hốt đó mấy chị. Nhưng mấy chị nha. Size của Hải đang cầm là size mấy chị 52-53kg thôi. Vải rất là đẹp luôn. Vải đẹp. Đó mấy chị thấy cái vải này không? Vải này rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 55 đi cả nhà ơi. 55 nha, tặng mấy chị con này 119.000. Lên liền cho em mã 55 119. Con này mấy chị mặc nó sẽ xoén ngực phía trước như thế này. Đó, mặc vô thì nó mới xoén được cả nhà ơi. Nha, có hai con cả nhà ơi.
55 119 lên giúp em ạ. Cho liền cho em mã 55 dùng cho em 119 nè. Nếu xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em. Cho liền cho em mã 55 đi cả nhà. Hai con thôi cả nhà ơi. 55 119 giúp em. Rồi lên liền cho em mã 56 của Yếm nè. Ôi con này đẹp nha mấy bà nha. 139 ngàn. Lên liền cho em mã 56 dùng cho em 139 ngàn. Chốt liền cho em mã 56 đi cả nhà. 139 dùng cho em. Đẹp quá hiền. 55 kim ly. Ôi con này đẹp lắm á cả nhà ơi. Có 2 con, 3 con. 56 139 56 Hương Thiền Lê. 56 Đông Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 50 57 dùng cho em này. 139 xoay mồ. Rồi lên liền cho em mã 57 139 xoay mồ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 57 56 Hình Nha. Rồi lên liền cho em mã 57 này. 57 nha. 139 ngàn xoay em mồ dùng cho em. 57. Rồi nãy lên xét tiền quá trời luôn á em ơi. Còn này gì không nhỉ? Cái này. Lên liền cho em mã 57 xong rồi. Ok vậy đó Nguyên à, biết rồi. Cái con này 99 ngàn một con này nãy chị nào không chốt được vậy? Có chị nào không chốt được con này không? Bao nhiêu 99 ngàn đúng không? 99 ngàn cọt dây phía sau nữa biết không? Con này mặc đẹp lắm á. Nè. Một con thôi, duy nhất một con 99 ngàn. Cổ là cổ Yếm nha, mà cái cổ Yếm nó làm rất là đẹp luôn mấy chị thấy không? Nó làm nhún nhún. Chị biết chính cho Phương Thảo Nguyễn. Đẹp đấy. Nha, hai con nè. Chú chính cho nghe hồn. Rồi mê mê cái đầm này nha cả nhà ơi. Bạn nào mà thích đầm trắng nè, đi đi hẹn hò với cà rớt lấy con này cho em này về em lấy đi, ngày mai đi đám cưới này. Con này đẹp nè, size S nha mấy chị nha. 149 ngàn thì lấy này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cái này nó là đây nè mấy chị nè, cái vải tơ như thế này nè, ở đây nó lót nha. Con này mấy chị cọt lên, mình sẽ cọt cái dây lên cổ cả nhà, cái này cột chéo lên cổ như thế này nè. Con váy này xinh lắm á cả nhà ơi, của nó là tơ nha cả nhà nha. Đây nè, lót của nó nha. Lót bên trong nha. Chờ lấy chút liền cho em mã váy tơ dùng cho em, nhưng mà con này size S thôi. S thôi nha, rất là xinh luôn, đầm trên gối đó. Chờ lấy chút liền cho em mã sweater size S dùng cho em. 149 ngàn. Lên liền cho em mã sweater size S dùng cho em. 149. Tơ S đi cả nhà, 149 ngàn. Lên liền cho em mã sweater đi cả nhà. 149 149 ngàn nha. Size S. Còn duy nhất một con. Cái mùi xả. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã set dùng cho em. Set size S dùng cho em. Đó. Rồi lên liền cho em mã set size S. Ê. Mà có một set nè. Nếu mà nó có hai set em sẽ lấy một set. Set 149 đẹp quá. Set 149 ngàn. Set này có một set thôi cả nhà ơi. 149 ngàn size S. Máy tơ 149. Máy tơ chị Dương Mèo. Rồi cái này lên liền cho em mã set dùng cho em. Một set thôi cả nhà ơi. Tặng kèm cho nó vào một cái clavat nữa nè. Nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set. À set kem đi cả nhà. Lên liền cho em mã set kem đi cả nhà. Size S nha. Rồi cái này siêu phẩm dùng cho em. Em có 1 S và 1 M. 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã set siêu phẩm kèm size. Size S, size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set siêu phẩm đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã set siêu phẩm kèm size dùm em. Size S với size M. Rồi lên liền cho em mã set siêu phẩm set S cho ốc sen. Set S cho ốc sen 149. Rồi lên liền cho em mã set siêu phẩm dùm cho em kèm size vô nha. Size S, size M dùm cho em.
lên liền cho em ở set siêu phẩm kèm size SM dùng cho em siêu phẩm nha. Cái set này đẹp lắm, từ cái chân váy nha cho tới áo cho mình luôn. Áo rất là đẹp nha, áo là tay bồng. Set siêu phẩm kèm size SM 149 lên liền cho em ở set siêu phẩm dùng cho em kèm size vô nha, size S, size M em thề luôn, cái chân váy mấy chị phải mua trên 200. Không bao giờ có giá mà siêu rẻ như hàng để like đâu cả nhà. Set kèm S option có rồi chị ha. Rồi lên liền cho em mã set siêu phẩm đi cả nhà, kèm size vô nha. Size S, size M dùm cho em, set của nó nặng mà đẹp lắm cả nhà. Chân váy rất là viết luôn á, chân váy siêu siêu đẹp. Rồi lên liền cho em mã này chị. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em đi mấy chị. Cái siêu phẩm size M đó. Cái siêu phẩm size M đây nè. Đẹp lắm á, chút đi cả nhà ơi, set S, size S, size M. S và M. Sao siêu phẩm CM 200. Rồi lên liền cho em mã set VIP dùm cho em. Cái này là like hết rồi cả nhà. Nó trong cái cục lẻ. Rồi lên liền cho em mã set VIP dùm cho em 149.000 một con thôi. Bà nào bữa trước hụt cái set này chốt đi, lúc nãy ai cũng like đầu like mà hay hết rồi. Nó sẽ có cầu vai cho mình ha. Và ở đây nè mấy chị nè, nút nè. Được không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em set VIP. Em bị làm sao ấy. Chị Dương Mèo ơi, chị mua hàng nhiều lần với em rồi, em gửi về địa chỉ cũ cho mình rồi chị ha. Rồi lên liền. Còn đơn hôm nay là thứ hai với em mới đi đơn cho mình chị ạ. 109.000. Cả nhà ơi, con set VIP cho Hữu Thiện Lê 52 cái đổ lại men ok. Đến hàng kia là đi hôm qua rồi chị nhá. Đẹp lắm nha. Thiệt sự luôn, em có đăng hình rồi đó. Nha, đăng hình mà chưa có lên với bà hỏi rất là nhiều luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã váy xanh dùng cho em này. 109.000. Rồi lên liền cho em hỏi mi. Còn lắm. Rồi lên liền cho em mã váy xanh dùng cho em 109.000 dùng cho em. Ôi con váy này quá là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã váy xanh đi cả nhà. Lên liền cho em mã váy xanh dùm cho em. Váy xanh nha, 109.000. Rồi lên liền cho em mã set cam dùm cho em này. Set áo cam, áo lộn quần cam, áo xanh nha cả nhà nha, 89.000. Rồi lên liền cho em mã set ba lỗ dùm cho em, 89.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã set ba lỗ dùm cho em này. Set ba lỗ nha mấy chị nha, 89.000 dùng cho em. Cái set này à, nhiều bạn đợt trước nhìn không được nha. Đây, bữa nay có 89.000 thôi, có 3 set. 3 4 set gì đây. Rồi lên liền cho em mã set 89.000, rất là nhiều chị không chốt được luôn á, bữa nay chốt 89.000 cho mấy chị. Quá là rẻ luôn. Set 89.000 trên đàn. Set 89.000 camera. Lên liền cho em mã set 89.000. Còn lên liền cho em mã đầm đen siêu phẩm đi tiệc dùng cho em nè, 139.000. 52, 53 cái đũa lạc men ok dùng cho em. Em bán mấy chị con đầm này mà 139.000 thì không bao giờ đâu có được nha cả nhà nha. Còn lên liền cho em mã váy đen 139 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy đen 139 dùng cho em. 52 cái đũa lại dùng cho em size S nha. Còn lên liền cho em mã váy đen đầm tắt tay dùng cho em. Mang con này bồng lên rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em váy đen dùng cho em 139.000. Kìa cái set này nó đẹp quá cái này nè. Lên liền cho em mã váy đen đi cả nhà. Váy đen 139 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã váy đen 139. Này, cái này bạn nào mà thích mặc mấy cái đầm mà đi này tơ tơ dưới này này có gì tình chưa đây 139.000 ngàn lê tặng mấy chị con này 119.000 đi, váy xanh 119. Ôi bạn nào mặc size tầm khoảng size S nha, 50kg đủ lại em nói thiệt luôn ấy, mang cái đầm này nó đẹp lắm cả nhà ơi, đẹp me luôn ấy. Ai nhìn nè,
coi cái nó có mút ngực cho mình nha. Cái tay của nó là tay tơ nè, cái tay đẹp chưa. Trời ơi, tôi mê mấy cái đầm này quá. Xanh 119 nhiêu tiền lên? 119 nghìn lên liền cho em mã váy xanh 119 đẹp như thế này để khách chốt liền đi mấy bà ơi, dễ thương lắm luôn ấy. Đẹp quá, lên liền cho em mã váy xanh 119 đi cả nhà ơi, dễ thương bánh bèo. Xanh cho Thu 4. Rồi lên liền cho em mã váy đen 119 luôn, váy đen 119. Rồi lên liền cho em mã váy đen nơ dùng cho em 119 nè. Rồi lên liền cho em mã váy đen nơ 119 dùng cho em. Xanh 119 mấy còn một con giờ lấy cho tiền cho em à. Rồi lên liền cho em mã váy đen nơ dùng cho em. Tôi muốn có rồi chị nhỉ. Rồi lên liền cho em mã váy đen nơ dùng cho em 119 nè. Đen nơ dùng cho em nha, 119 dùng cho em. À hãy có cái set quần này. Cái quần áo polo, cái quần áo polo nha, 139 ngàn. Còn lên liền cho em mã dùng cho em, lên liền cho em mã set quần dùng cho em 149 ngàn. Lên liền cho em mã set áo polo dùng cho em ha, áo polo kèm quần cho mình nè nha mấy chị nha, 52 cái đổ lại dùng cho em, giá là 149 ngàn. Lên liền cho em mã set áo polo 149. Áo này còn không nhỉ? Đây lên lên con áo hút thích nha. Lên con áo 79 ngàn. Nãy giờ chưa lên con áo nào, giờ bán con áo đi cả nhà đi. 79 ngàn hàng lộ 1. Cứ thời điểm này bán chắc là nhiều hả? Nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em á. Lên liền cho em à, chị hai mùa đám cưới hả cả nhà ơi. Chuẩn bị đó mấy bà ơi. Hết tháng 7 này là chuẩn bị tháng 8 là cưới hơi bị nhiều đó. Nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em áo len 79 ngàn. Áo len này là hàng lộ 1. Xếp polo. Áo khoác còn áo khoác ring không ạ? Áo khoác ring không đồng. Áo khoác ring. Khoác ring mà còn không đồng nữa là sao? Xếp polo cho Dương Mèo. Rồi cái này lên liền cho em mã áo 79 ngàn. Len ba lỗ 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em áo len ba lỗ dùng cho em 79 ngàn. 79 ngàn mấy tình yêu ơi. Áo len 79 ngàn cho em ạ. Đây là cái gì đấy? Áo 79 ba con mở tiền lên. Cả nhà ơi, nghĩ sao mà nó nè, siêu phẩm nè. Đầm đen siêu phẩm tặng luôn 119 luôn. Hai con. Lên liền cho em mã váy đen siêu phẩm dùng cho em. Có rồi, xanh 119 lúc nãy mình có rồi, thiệt lên. Rồi lên liền cho em mã váy đen dùng cho em mấy chị nhớ. Bữa rồi em có like cho mấy chị màu vàng không? Em về được hai con màu đen, em tặng mấy chị 119 nha. Có học lúc này là bán lỗ nha, không có lãi đâu cả nhà ơi. Không bỏ thôi Mai Anh ơi. Đen siêu phẩm đi cả nhà. Váy đen siêu phẩm dữ thiệt lên, váy đen còn một con chút cho thấy anh ha. Rồi lên liền cho em mã set xanh tơ dùng cho em nè, 149 ngàn. Lên liền cho em mã set xanh tơ dùng cho em 149 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set xanh tơ 149, mặc size S, size M, size L đều mang ok nha. Rồi lên liền cho em mã set xanh tơ dùng cho em 149 ngàn. Hàng của nhà Bôn nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái áo 79 đó là hàng lộ 1 đó chị, chứ không phải là hàng nhỏ nhỏ đâu, đẹp lắm, chốt đi. Mà có vài con không? Rồi lên liền cho em mã set tơ dùng cho em 149 ngàn hàng nhà Bôn. Tơ áo len 79 chứ không nha. Rồi lên liền cho em mã set tơ cả nhà. Lên liền cho em mã set tơ đi cả nhà ơi. Áo len hãy về, đa số cái hàng đó về là nó hết đó cả nhà ơi. Để đợi chút mày hãy coi còn không. Rồi lên liền cho em mã váy set to hay set cho thiệt lên 119 ngàn. Lên liền cho em mã váy kem hàng NGN 119. Cái này mấy cái này là hãy sale tặng cho cả nhà. Con này mặc lên đẹp lắm. Cái này mấy chị có thể chị nào mà nhỏ con như hỏi thì mình mặc váy nè. Còn mấy chị cao một chút xíu, cao một chút xíu thì mình mặc to thêm cái quần bên trong cũng đẹp nha cả nhà nha. Dễ thương lắm. Ở đây nó sẽ có túi cho mình, hai cái túi nha. Lên liền cho em mã váy kem 119 ngàn.
cái này nó không nhập được hàng này đâu, hàng RN nó đắt lắm á cả nhà. Hàng nhà Ngân Ngọc này siêu đắt luôn á nha, váy nhà Ngân Ngọc là RN này mấy chị. Cái 119 cho Thế Anh hai con. Đó nhỏ. 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 Lấy cho chị cái set mà cái set quần đậm nó có màu xanh với màu nâu á kìa. Dưới đó. Đó cái áo có thuộc to thuộc cộng á. Đó. 100. Cái kem 119 cho Nhật Mai. Màu kem cái áo màu xanh đó, màu nâu đó. Rồi lên liền cho em mã sọc đây bên này. Đó, bên đây. Bên đây đây. Đó. Rồi lên liền cho em mã áo sọc 69.000 luôn nè. Vừa bán vừa tặng luôn, 69.000. Sọc liền cho em 69.000, hàng nhà buôn. Chị nào lấy em lấy một con nha. Em lấy một con nha. Chị em bán em tiếc quá à. Bán mấy chị mua 160-170 ngàn một con. Sọc ba con nữa liền lên. Rồi cái này chốt liền cho em mã dùng cho em sọc khác dùng cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã sọc khác 69 ngàn. Đẹp lắm á cả nhà ơi. Cái này của Thiền Liên mà theo dõi Đoàn Nhân Châu là biết cái con áo sọc này đó. Nha người ta mặc với lại quần ống suông cũng đẹp lắm. Nha, rồi lên liền cho em mã dùng cho em nhỏ mặt nhau cho chị cái con đó. Rồi lên liền cho em mã sọc khác dùng cho em 69 ngàn. Sọc khác cho cả nhà nha, hàng của nhà Bôn luôn, đẹp lắm cả nhà ơi. Cái này mặc quần ống suông á, đẹp lắm. Sọc khác hai con rồi liền lên. Lên liền cho em mã sọc khác đi. Chốt liền cho em mã sọc khác nha. Rồi cái này lên liền cho em mã set size gì nhỉ? Size S size M này. Lên liền cho em mã set caro kèm size S size M liền cho em 149.000. Rồi lên liền cho em mã dùng trà. Rồi chốt thì dùng kem mã set caro. Set caro phối dùng kem này. Size S và size M 149.000. Lên liền cho em mã set caro lên size SM 149. Lên liền cho em mã set caro lên size đi cả nhà. Size S size M dùng kem 149.000 dữ luôn á. Dùng bao nhiêu đâu. SM nha. Lên liền cho em mã set caro lên size SM. Dữ thương nha, cái set này đẹp nha. Ôi chị là gì mấy cái móc này, thì mấy cái gì cái này. Rồi lên liền 1492 xếp xe mờ hữu tiền lê. Rồi lên liền cho em mã váy siêu phẩm dùng cho em nè. 149.000 size M. Rồi lên liền cho em mã váy nâu siêu phẩm dùng cho em size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã nâu mờ. Nâu mờ nha cả nhà nha. 149.000 size mờ. Size mờ này tứ mấy chị nào mà 58kg á nghe. Con to thiệt á. To có 2 con thôi cả nhà ơi. 3 con. Cái này à. Chị nào chốt đi cái này còn 2 con hả nhà. Rồi cái này lên liền cho em mã set nè. Bao nhiêu con nữa. 139. Với nâu 149 phút hơn. Hàng loại 1 luôn, sai em hoàn tiền cho mấy tình yêu luôn. Nha, có 2 set thôi, 139.000. Lên liền cho em mã set 139 dùng cho em một con quần ống suông nè. Nha. Kèm cho mình một con áo thống như thế này. Cái set này mang sang chảnh lắm luôn, cực kỳ sang luôn nha. Em mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nha. Chốt liền cho em mã set. Set nha, 139.000 có 2 set thôi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã áo dùng cho em nè. Áo nha mấy chị nha, 89.000. Con áo này nó xinh xinh nha cả nhà nha. Em cũng lấy mặt là mấy chị biết rồi đó. Xinh đẹp lắm. Cái len của nó không có nhão nhão đâu cả nhà ơi. Đẹp. 89.000. Thì sai bán 89.000, mấy chị có đi khảo giá vô tư luôn. Hàng người ta bán con này là 130-140 nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mà áo len dùng cho em 89.000, có sĩ đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mà áo 89.000. Áo 89 hữu tiền lên hai con. Rồi lên liền cho em mà áo 89 đi mấy tình yêu. 89.000 nha, chờ lấy chút em mà áo 89. Con này còn. Rồi lên liền cho em mà áo sọc 179. Áo 89 ba con cho bông bông.
Rồi cái này lên liền cho em mà áo sọc 100 100 100 100 100 lẻ. Phải nâu 149 cho lựa hiệu thủy. Rồi lên liền cho em mà áo sọc 109 giùm cho em. Rồi lên liền cho em mã lên sọc 109. Chốt liền cho em mã lên sọc 109.000 giùm cho em. Lên sọc có cổ có tay cho mình nha. Áo 89 cho Diễm đeo. Rồi cái này lên liền cho em mã giùm cho em sọc 109.000. Sọc nhiều không? Sọc 109 giùm cho em. Lên liền cho em mã sọc. Chị ơi đơn thứ tôi em đi chưa? Em chưa đi luôn. Đơn thứ tôi, đơn thứ tôi chị đi rồi cho em đi. Lên liền cho em mã sọc. Bóng rồi. Bên này nè. Sao một lại chính như tiền lê ba con sao như thế này? Cái này đẹp nè, SM nè, nó được có 2 set thôi. Lên liền cho em mã set siêu phẩm lên size SM nè. Sao Nguyễn Kim vô mới mở sọc ạ? Cái này lên liền cho em mã số 1 đi cả nhà, được lên vô lại. Rồi lên liền cho em mã số 1 nè cả nhà. Lên size SM dùng cho em 149 nè. Lên liền cho em mã số 1 lên size SM dùng cho em. Sọc hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã số 1 kèm size vô nha, size S, size M dùm cho em. S, M nha, mỗi đứa có một con này cả nhà. Ôi cái này em có M nè. Từ từ, chỉ lên cái con này đi. Rất là đẹp đấy. Cái này em mặc. Mã số 1 lên size S, M ha, mã 1. Cái này đẹp lắm á. Cầm size M cho em lên 149. Áo 89 ngàn cho anh Lê. Chấm cho Yen Yen à. Cái này rất là đẹp nha. Ừ. Số 1 sẽ cho Vân Anh Lê. Mã số 2 dùm cho. Rồi lên liền cho em mã số 2 139 ngàn. Mẫu quần dài sọc. Mẫu quần dài sọc có kìa mẫu quần dài. Và cái set hồng nha. Set hồng xoay mở. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùm cho em váy dùm cho em nè. Nha 139.000, con này mặc lên rất là đẹp nha mấy chị yêu nha, đẹp lắm á. Rồi lên liền cho em mã số 2, mã số 1 hết rồi hả? Đó, mã số 1 là cái set đó còn ai set 1 em 1 thôi hả? Hết rồi chị Phúc Trần ơi. Rồi lên liền cho em mã số 2 đi cả nha. Quần dài đen hoa với áo tăng trong kia chị ơi, quần dài hoa. À cái đó hãy hết rồi. Số 1 hết rồi em đi vào ơi. Còn hãy có cái set này size M này, có 2 set này mấy chị. Lên liền cho em mã số 3 size M. Mã số 3 size M nha, hãy còn mấy bao chưa chắc tất cả nhà còn nhiều mẫu ấy. Rồi lên liền cho em mã số 3 size M dùm cho em. Lên liền cho em mã số 3 size M nha. 3M dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã số 3 size M. 3M dùng cho em 149.000, có 2 set thôi. 2 set nha mấy chị yêu nha. Một con áo màu hồng kèm cho mình một con quần caro xay mở. Thì lấy cái set này may đi mấy chị. May không biết lại mấy cái đôi dài mà năm nay hốt hốt tất cả nhà may lên đẹp lắm nha. Giờ lấy chút rồi dùng cho em mã dùng cho em. Số 3 size M dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã số 3 size M đi cả nhà. 3M nha mấy tình yêu nha, 149 dùm cho em. Số 3 size M 149. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùm cho Hải 89.000. Đơn này thứ hai Hải đi á cả nhà ơi. Không có ép tề mặn ơi, không có ép. Hãy chị lên mấy cái set đẹp thiệt sự luôn á em. Rồi lên liền cho em mã số 4 này mấy chị, 89.000 lên dùm cho em. Lên liền cho em mã số 4, 89.000 nhìn trại con áo này. Mấy chị nhìn con áo này đơn giản nhưng mà đẹp lắm á. Con này mấy bà đi nhập tỷ 120-130 rồi. 120-130 rồi nha. 120-130 rồi đấy. Em có con này như còn cho gì nữa. Này em chỉ còn ép thôi chứ ô, nhưng mà đẹp. Cái xanh này hàng này gần rồi. Ép à? Cái xanh này chỉ còn ép thôi, hàng NGN ấy. Nha, hàng double lock cho mấy chị luôn. Hàng này thường mình đi mua mới đặt luôn á. Nha mấy chị yêu nha, nhiều lúc người ta mà bạn nào biết mua á, mấy bạn 200 mấy ngàn bạn còn la rẻ luôn á. Nha. Ở dưới. À cái xanh ở dưới nè, đợi lại chút. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã xanh xanh nha, hàng NGN. Xanh hàng NGN nha mấy chị yêu nha. Chào lấy thì chốt liền cho em mã xanh NGN dùng cho em.
kem em mã số 4 đi. À mã số 4 89.000 là cái áo len trắng đó anh. Áo len mã số 4 89.000 là 5 tỷ phạm. À cái set này hả chị? Chị đưa này. Sao gì nhỉ? Cái xanh đó là cái xanh em mới vừa lại. Cái xanh 149 sẽ cho Cẩm Dung. Rồi cái này lên liền cho em, mã dùng cho em ha. Ê răng mẫn dễ thương đi. Chừng mới đem ra lại. Cái gì nhỏ. Nhưng mà nó chỉ có S thôi. Lên liền cho em nhưng mà nó có S rồi nha. Ê cái quần nó dễ thương này. Cái này là chân váy có quần bên trong nha. Mà em mê cái áo á. Cái này size S thì trên mang vừa không? Ê, nhưng mà cái áo xinh quá trời quá đất luôn quá Hiệp á Hiệp. Về lấy cái áo không mặc cũng được mấy bà. Bà nào có con gái á, về lấy cái chân vải cho con gái mặc hay là cho cũng được mấy cái áo này. Áo nào mình mua 160, 170 cũng được luôn á. Hiệp quá trời quá đất. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ở số 5 đi cả nhà. À chốt cho người ta, à ok chị. Lên liền cho em mã số 5 139.000. Năm cho Yên Yên. Yên Yên. Năm cho Trinh Đặng. Số 5 lên cho em 139 đi ạ. Tôi liền cho em mã số 5. Năm thêm một set cho Yên Yên. Tôi liền cho em mã số 5 dùng cho em. Cái xanh kia, cái xanh xa lưng. Rồi lên liền cho em mã số 6. Sẽ xanh xé lúc nãy 149 cho thầy Thủy Mai thầy. Rồi lên liền cho em mã số 6 189. Nhỏ lấy cái len ở ngọt gì đó. Cái len mà năm cho hình trang. Rồi lên liền cho em mã số 8 129. Áo lộ 189 nghìn. Số 5 hai con cho bóng bóng. Rồi lên liền cho em mã số 6 189. Xếp rinh dùm cho em. Chị lệnh mà thầy gói rồi đi. Xanh xé của số 5 á. Còn rồi còn lên liền cho em mã số 6 189.000 xếp rinh. Số 4 lên 6. Số 5 chứ gì mày má thầy. Lên liền cho em mã số 6 189. Cái này còn một cái nữa. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em này coi như. Số 7 là set cổ yếm nha cả nhà nha. Số 7 là em set hồng sau lưng 58 cái vừa không ạ? Ok thầy mày mấy thầy em biết rồi. Hồng sau lưng hãy chỉ còn 61892 set cho Phúc Nguyễn. Hồng sau lưng hãy chỉ còn size S thôi chứ không hãy hết đâu. Hãy hết size kia rồi. Có M hả? À M nhưng mà M 58 cái sau vừa. Tầm chị nào mà eo tầm khoảng eo 75 là vừa chị eo 75 thì vừa, còn mà eo hơn thì không vừa. Lên liền cho em mã số 7 dùng cho em, từ từ để gài cái ngọc này lại để cái xếp hết lên. Cái này là 129.000 thôi cả nhà. Này là hàng 129.000 nè. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã số 7 129. Lên liền cho em mã số 7 đi cả nhà, 129.000 set dùm cho em. Set này dễ thương lắm. Thấy mấy chị này. Rồi lên liền cho em mã số 7 129 cổ yếm nha. Yếm dùm cho em. Số 7 2 set cho Hữu Thiền Lê. Lên liền cho em mã số 7 129. Chốt liền cho em mã số 7 đi cả nhà, 129.000. Xem ra chấm bài tương tác dùm cho Hải với cái giờ nữa. Hả? Mình mặc là... Ủa em này là còn nguyên hết. Hải lên chưa? Dạ hết rồi. Ủa lên liền cho em mã dùng cho em 99.000 luôn nè. Rồi lên liền cho em mã sọc 99.000. Này là 99.000 là quá sai.
Nhưng mà thôi giờ khuya rồi mấy chị ơi, tặng mấy chị 99.000 luôn. Bà nào lấy đi hãy bán lỗ đó nha. Rồi lên liền cho em mã sọc đen 99.000. Lên liền cho em mã sọc đen 99.000. Sọc 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 nha, 99.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã sọc 99.000. Xuân số 7 là 129 đấy chị ạ, còn áo len sọc đen là mà sọc 99 á. Rồi lên liền cho em mã đỏ 89.000. Rồi lên liền cho em mã đỏ 89.000. Rồi lên liền cho em mã đỏ dùng cho em 89.000. Lên liền cho em mã váy len đỏ 89.000, cái này là len nha. Sọc cái này sọc vợ hiếu. Rồi cái này lên liền cho em mã sọc phước tròn. Lên đỏ 89.000 dùng cho em, cái này có sỉ đó cả nhà ơi. Sọc ngay hình hai con. Cái này là quá rẻ luôn cả nhà, 89.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 89.000 đỏ dùng cho em. Đỏ 89.000 Hồng Phú Nguyễn hai con. Lên liền cho em mã đỏ. Rồi cái này hôm nay em tặng luôn cho mấy chị luôn nè, ngay giá nha. Tặng mấy chị 89.000 luôn. Lên liền cho em mã đầm dây dùng cho em 89.000, cái này bán lỗ nha. Thường thường mấy con đầm dây như thế này mình không có nhập, em không có nhập được giá này đâu cả nhà. Giá này là giá bán lỗ đó, lỗ sắp mặt lờ luôn á. Đỏ thêm một Hồng Phúc Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã body dây dùng cho em 89.000. Cái này là len nha, len dùng cho em mà dáng dài nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em body 89.000, body dây 89.000. Lên liền cho em mã body dây dùng cho em 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã body dây 89.000. Rồi cái này em xả luôn cho cả nhà 89.000 luôn. Này hãy nhập vô là hàng 119.000. 119 nha, hôm nay em tặng luôn cho mấy chị luôn 89.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 89.000 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã áo 89.000, hàng lộ 1 nha, phôm to cho mình này, chứ không phải là phôm nhỏ nhỏ đâu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã áo 89.000 dùng cho em. 89.000. Lên liền cho em mã 89.000 dùng cho em. Phải đẹp chưa? Lên nha. Tôi dùng cho em mã 89.000 đi cả nhà. Xem like chấm bài tương tác cho hại quá. Tôi nốt cho mấy chị con này nha. 89.000. Đó trắng hình nha. Ủa sao? Này mà khác nữa nè. Này chưa lên à? Đâu đi chị coi nè. Ui. Rồi cái này tặng luôn cho mấy chị 79.000. Lên liền cho em mã số 20 79.000, không nhớ giá đâu, chưa like đâu nha, mà tặng luôn 79.000 luôn. Mấy chị chốt 2-3 cái đi, tại nhà chị nào lấy sỉ chốt 2-3 cái con này em phải bán lỗ đó. 79.000. Mặc đi làm vô tư luôn. Đẹp có cổ lịch sự nữa. Chị Mỹ Nguyễn ơi, đó hàng của mình em gửi về chị cũ cho chị luôn rồi chị ha. Rồi lên liền cho em mã. Chị nào cũng ăn nhà em mấy lần rồi em gửi về chị cũ cho chị. Rồi lên liền cho em mã 20 đi cả nhà. 27.9.000. 20 thì hai con. Này có màu xanh hàng ở đây. Này có xanh hàng. Cái này còn tầm đây hay là còn không? Cái này còn hai cái. 20 Hồng Phúc Nguyễn hai con. 20 hình ngang. Lên 89 là 20 Thanh Hải. Lấy cái áo bài lễ. Rồi cái này lên liền cho em 89.000. Lên liền cho em mã khoác 89.000. 20 Tâm Phạm. Rồi lên liền cho em mã khoác 89.000. Em trắng lúc nãy 89 cho Thanh Thị Phạm. Rồi lên liền cho em mã khoác 89.000. Có 2 con. Khoác lên có 2 con 89.000. Còn 1 con nữa rồi. 20 lại 9.000 thêm 1 cho nghe hình. Ê, mình đang bán 8.000, nhìn giá là biết lỗ nè. Bán 89 hữu thì quay 2 con. Rồi 149.000, lên liền cho em mã set 24-149 dùm cho. Rồi lên liền em mã set 24-149 dùm cho anh. Rồi lên liền cho em mã set 24 dùm cho em 149.000. 149 nha, một con áo.
kèm cho mình một con áo khoác nữa nè. Ngay cả nhà nha, 149.000. Lên liền cho em mã set 2 muỗng 149. Lên liền cho em mã set 2 muỗng dùm cho em. Chốt liền cho em mã set 2 muỗng nha cả nhà nha, 149.000. Lên liền cho em mã set 2 muỗng, áo khoác này có 2 con thôi cả nhà. Còn lên liền cho em mã đầm body 89.000. Body 89.000 hàng của nhà. Sao 241149 chứ không thì thu không? Cái này hàng của nhà Min nha. Min dùng cho em nè. Này mấy bạn mặc size S, size M đều vừa hết. Con này đẹp đắt 189.000. Cái này bán gỗ đó phải nhỉ. Nhập vô hàng 130.000. 130 nha, tặng mấy chị 89.000. Rồi lên liền cho em mã váy body 89.000, có mức ngực cho mình. Nha, con váy này mặc xinh lắm, lên không có hở gì đâu nha. Body dùng cho em 89.000. Rồi, tặng mấy chị 69.000. Cái này còn màu xanh màu gì nữa được qua cho chị đó. Đây cái này em sẽ lên cho mấy chị, nó có sọc cổ màu xanh này nha, y như vậy luôn mà cái cổ nó màu xanh cũng được nha. Hãy sale cho mấy chị 69.000 còn à. Rồi lên liền cho em mã sọc cho cả nhà 69.000 có mấy con, cái này có mấy con, cái này có 3 con thôi, 3 con nha, 69.000 thay hình con thỏ nè. Cái con thỏ cả nhà dễ thương lắm. Những cái áo len như thế này mấy chị mặc với lại quần quần rinh đùi nè, hay là mặc cái kia mấy chị mặc ở nhà rất là mát luôn. Mấy cái len này mặc xuống nó cả nhà nó êm da nha cả nhà nha. Nó đâu phải là len dày cộm đâu mà mấy chị mặc sợ bị ngứa đâu, mặc cái len này mặc quanh năm luôn. Còn 139.000. Rồi lên liền cho em mã 139. Sọc 89 hai con hữu tiền lê, sọc cho ngheo hình. Còn cái này lên liền cho em mã váy 139 luôn kìa. Còn lên liền cho em mã váy 139. Sọc đủ màu, sọc còn cái gì nữa không mà chị nhớ, có con thỏ nó có màu xanh mà. Mình có con thỏ màu xanh nữa mà. Rồi lên liền cho em mã sọc len 139 dùm cho em. Cái này là len nha, len mà em bán 139.000 đó mấy chị trước đi. Rồi cái này chốt liền cho em mã áo dùm cho em 59.000, tặng luôn 59.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã áo 59.000. Cái này mấy chị mặc với là quần rinh nè, mặc với là quần rinh ống sung dài cũng đẹp. Rồi lên liền cho em mã áo dùm cho em 59.000 luôn đi. 4 con. Váy 139 nhà Phú Nguyễn 3 con cho Ngao hình 1 con. Rồi lên liền cho em mã áo dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã áo. Áo 59.000. Áo trắng cà rốt tốt, áo thun trắng cà rốt tốt. Áo hình Nga. Lên liền cho em mặc áo đi cả nhà, 59.000 thôi. Rồi 89.000. Sọc vàng 89.000. Rồi lên liền cho em mã sọc vàng 89.000. Rồi lên liền cho em mã sọc vàng 89.000 đi cả nhà. Sọc vàng 89.000. Rồi chờ lấy chút liền cho em mã sọc vàng. Sọc vàng nha mấy tình yêu nha, 89.000. Hãy có được 4 con thôi. 4 con nha, chờ lấy chút liền cho em mã sọc vàng dùm cho em. Sọc vàng nha mấy tình yêu nha. Sọc vàng 89.000. Lên liền cho em mã sọc vàng 89.000. Rồi cái này em tặng mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã số 10 69.000. Mã 10 dùm cho em 69.000. Lên liền cho em mã số 10 69.000. Mã 10 69.000, cái này em nhập đắt lắm đó cả nhà. Hai con thôi. 69.000 đó. Số 3 là Phú Nguyễn hai con. Rồi lên liền cho em mã số 10 69.000. Rồi con áo này mặc cưng lắm nha. Yêu cưng luôn á. 12 con hỏi tiền lên. Rồi con này có duy nhất một con này cả nhà, tặng mấy chị luôn 79.000. Còn không nha. Rồi cái này duy nhất một con nha. Cho liền cho em mã một con đi cả nhà.
một con nha, có một con duy nhất cho cả nhà ơi, xả luôn cho cả nhà luôn, 79 ngàn. Mấy chị ơi, em có cái này size S rồi nè. Nha. Cái set này đẹp lắm nha, SM nè. Lo liềm cho em ở set trắng lên size SM. Cho nhiên lên sầu 79 cho nó thì thuận hơn. Nha, có đai luôn. Set này đẹp lắm đó. Lo liềm cho em ở set trắng kèm size SM. Set trắng lên size SM dùm em 139 ngàn. 139 ngàn kèm size dùm em. Kèm size vô nha cả nhà nha, size S, size M dùm cho em. Lên liền cho em ạ, set trắng kèm size vô cả nhà. Set trắng kèm size nha, kèm cho mình cái đai này. Nha, chị lấy chúng em ạ, set trắng kèm size. Size S, size M dùm cho em. Cái gì con này? Cái này là cái set. Set dài luôn. Mấy chị ơi, trắng trà em có tên nó mã này nữa thôi tắt em. Rồi lên liền cho em mã dây dùng cho em 79 ngàn. 79 ngàn nha, mua về mặt ngủ nè mấy chị. Cà phê, cà pháo cũng ok luôn. Set này, dễ thương lắm. Cái này là mình mặc mát nha cả nhà nha, siêu mát luôn. Mà nó vẫn làm hai lớp cho mình để không có bị ngứa. Thường thường tơ mà bạn nào mà mặc tơ mấy chị thường nó hay bị chích đó. Mà cái này là hầm hai lớp cho mấy chị nha. Rẻ nhưng mà vẫn làm hai lớp á, đẹp lắm. 79 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set tơ dây 79 ngàn. Set tơ dây dùng cho em đi cả nhà, 79 ngàn dùng cho em. Tơ dây dùng cho em 79 ngàn. Là chuyển. Đúng chưa chứ? Đúng rồi. Anh Dương nhắc tiếng kêu anh kêu gì dục đồ rầm rầm đấy anh. Rồi lên liền cho em mã 49 ngàn. Vàng 49 ngàn dùng cho em. Dây 79 như Phước Trần. Dây cho Nguyễn Thơ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em vàng. Vàng 49 ngàn dùng cho em. Mấy chị ơi, em có cái set này đẹp nè. Mấy chị phải lên cái set này đi. Chị nào chốt lên xanh màu. Dây 79 như Diễm Neo. Rồi lên liền cho em mã vàng. Mấy chị. Dây 79 cho anh Nguyễn. Cái này em có size S, size M nè, 149 ngàn. Cái set siêu phẩm đó, có hình rỗi nha. Rồi lên liền cho em mã set siêu phẩm lên size SM dùng cho em. 149 ngàn. Set này mang lên rất là đẹp. Vàng 49 cho Thế Anh. Rất là đẹp nha, bà nào bán shop lấy set này đi, mê ly luôn đó, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã set size S, size M siêu phẩm dùng cho em, kèm size SM dùng cho em. Lên liền cho em mã set siêu phẩm lên size SM cả nhà ơi. Set size M trên đằng. Lên liền cho em mã set siêu phẩm lên size SM đi cả nhà. Size S, size M. Rồi lên liền cho em mã số 30. Rồi em tắt like nha cho chị một hộp tiếp. Set size M Phước Trần. Rồi mã 30 dùng cho em 79 ngàn. Set size M Phước Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 30. Size S là 52kg á chị Nguyễn Thư. Này có một con S thôi, cái đó hết rồi hả anh? Chứ hết, hết sao mà chị Nguyễn Thư ơi. Đây em còn S á. S là 52kg nha. Ê, M còn một set nè. Rồi em còn S á, chị lấy S này chốt S. Mời chốt M dùng cho em. 30-79 ngàn dùng cho em. Này đẹp đấy. Sử dụng xe M cho Nguyễn Thư. Chị lấy S á anh. Bỏ cái đó đi. Rồi em lên chip đi rồi các em tắt like nha. Rồi lên liền cho em mã set chip dùng cho em 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em set chip dùng cho em nè. 79 ngàn một set 5 con nha. 30 an li. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã set chip dùng cho em 79 ngàn 5 cái nha. Chốt chip về mang nha. Em còn vài set nữa em hết rồi cả nha. Thì mà đếm nữa đi sợ hết rồi. Rồi lên liền cho em mã set chip dùng cho em nha, 79 ngàn 5 cái dùng cho em. Lên liền cho em mã chip đi cả nhà.
xong em xuống like nha. À, đơn này thứ hai thì em sẽ đi đơn cho mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Ngày mai nhà em nghỉ nha, nếu mà chị nào có nhắn tin giải chưa trả lời thì ngày mà thứ hai hãy sẽ trả lời nha mấy chị yêu nha, cho hãy nghỉ chủ nhật nha. Chip còn lên liền cho em mã chip dùng cho em một set như thế này là 5 cái nha. Chị nào xem like lại mình thích cái gì á thì mình nhắn tin cho Hải nha, thứ hai nhà Hải sẽ nhặt cho mình ha. Rồi lên liền cho em mã set chip dùng cho em 79.000, lên liền cho em mã chip 79.000 dùng cho em một set như thế này là 5 cái. Chip phút hơn 5 cái nha, chị nào lấy thì chốt đi cả nhà. Set chip mặt rất là sướng luôn á, chốt đi cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã chip, chip dùng cho em, chip lên liền cho em mã set chip đi cả nhà. À, 79.000 em đổi cho chị Nguyễn Thư sang S rồi đó chị. Rồi hãy tắt like nha mấy chị yêu nha, hãy cảm ơn mấy chị nhiều nha, bye bye mấy chị nha, chúc mấy chị cuối tuần vui vẻ nha. À, hẹn gặp mấy chị thứ hai, sáng thứ hai đi đơn cho mình nha, bye bye mấy chị nha.